Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Nghe hắn nói thế, Quảng Lăng Tử tức giận nhìn hắn. Rõ ràng là đang chế giễu hắn không có năng lực. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ nghe nói Kiếm Tần Vương và Cây Giáo Bá Vương đều không dễ gì nhận chủ nhân, có thể được Cây Giáo Bá Vương thừa nhận, sau này anh có thể một bước lên trời rồi. Tư Mã Tư mỉm cười nói. Anh nói thế là có ý gì? Quảng Lăng Tử cũng bị Tư Mã Tư làm cho khó hiểu, đầu tiên là chế giễu hắn không có thực lực, rồi lại khen hắn, người này đúng là đầu óc có vấn đề. Ý trên mặt chữ, Triệu Tử Long cũng là một trong những người thừa nhiệm của Cây Giáo Bá Vương. Trong suốt hơn 100 năm Tam Quốc, chỉ có một mình tướng quân Tử Long chưa từng bị thương, có thể thấy là điều hiển nhiên. Tư Mã Tư mỉm cười đáp. Nhưng người nói vô ý, người nghe hữu ý. Đã có vài người nghe ra hàm ý của Tư Mã Tư. Cây Giáo Bá Vương, Bá Vương. Đây là một câu ngạn ngữ dân gian gần 1.000 năm ở ngoài lãnh thổ, hóa ra người lấy được Cây Giáo Bá Vương cuối cùng sẽ trở thành bá chủ một phương. Nhưng vấn đề là từ xưa đến nay người từng có được Cây Giáo Bá Vương ít nhất có hơn 10 người. Nhưng những người này thường không có kết thúc tốt đẹp. Tướng quân Tử Long chết thảm tại nhà là vì hai chữ khiêm tốn, không thể bộc lộ tài năng. Võ Anh Hào cười mỉa nói. Thật ra người kế nhiệm đầu tiên của Cây Giáo Bá Vương không phải Hạng Vũ mà là Mông Điềm, nhưng hai người họ đều có một tật xấu là quá ngay thẳng. Võ Anh Hào lại nói. Hừ, không cần anh Võ nhiều lời, sau này sẽ khiến Cây Giáo Bá Vương sáng chói, Quảng Lăng Tử nghiến răng nói. Hừ, vậy à, tiếc là tôi đang lo anh có còn sống đến lúc đó không? Võ Anh Hào lạnh lùng nhìn Quảng Lăng Tử, đôi mắt lóe lên sát khí. Ngay khi Võ Anh Hào vừa đi ra tay, Tiêu Chính Văn bỗng vỗ nhẹ lên vải Võ Anh Hào. Mặc dù người có mắt nhìn có thể nhận ra mấy người Quảng Lăng Tử đang nhằm vào Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào, nhưng nhà họ Thành lại có ý thiên vị mấy người Tư Mã Tư, nếu ra tay đánh hắn tại đây thì sẽ rơi vào bẫy của nhà họ Thành thôi. Hóa ra chủ nhân đời đầu của Cây Giáo Bá Vương không phải là Bá Vương Tây Sở, Thành Hân Nhi thắc mắc hỏi. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, đúng thế. Rất nhiều sự kiện lịch sử cô nghĩ là đúng nhưng thật ra là sai. Cây Giáo Bá Vương đó khi nằm trong tay Hạng Vũ hẳn đã là đời thứ ba, chủ nhân đời thứ hai có tên là Trương Hàm, sở dĩ Hạng Vũ không giết ông ta là vì Cây Giáo Bá Vương này. Tiêu Chính Văn vừa nói thế, Võ Anh Hào không khỏi ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn, ngay cả người hoàng thất biết về sự kiện lịch sử bí mật này cũng không quá 10 người. Sao Tiêu Chính Văn lại biết rõ tường tận như thế? Đi thôi. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng đi theo phía sau mấy người ông Cụ Thành để đến Vọng Thiên Lâu. Không chỉ có ông Cụ Thành đang theo dõi tình hình mà Tiêu Chính Văn cũng thầm quan sát. Bữa tiệc này trông có vẻ bình yên nhưng thật ra đã âm thầm nổi sóng. Ông Cụ Thành chắp hai tay sau lưng, dẫn mọi người đi một mạch tới Vọng Thiên Lâu trên đỉnh núi. Gọi nơi này là Vọng Thiên Lâu, vì đứng ở đây có thể trò chuyện cùng tiên trên trời. Nhìn biển mây mênh mông dưới núi. Trên bầu trời mây tím răng đầy, thấy khí tượng như vậy, ngay cả mọi người nhà họ Thành cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi linh khí trở về, Thái Sơn đã có thay đổi không nhỏ, nhưng thay đổi lớn thế này của Vọng Tiên Lâu thì mới xuất hiện gần đây. Thậm chí ngay cả độ cao đỉnh núi, cũng tăng thêm mấy trăm thước. Cả tòa Thái Sơn, cũng trở nên thần bí và uy nghiêm hơn. Thánh huyết của Đế Tuấn, đã từng mấy lần rớt xuống Vọng Tiên Lâu. Tuy rằng nhà họ Thành chúng tôi chưa ai có được thánh huyết, nhưng có thể trông nom nơi này cũng là vinh dự của nhà họ Thành chúng tôi. Ông Cụ Thành nói đến đây, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ kiêu ngạo. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân nhà họ Thành có tư cách tổ chức bữa tiệc lần này. Chỉ là mấy người Tư Mã Tư lại đáp trả bằng một nụ cười khinh miệt. Thế lực của nhà họ Thành ở vùng ngoài lãnh thổ căn bản không đáng nhắc tới, mà cuộc tranh đoạt thánh huyết của Đế Tuấn lần này. Càng không liên quan đến nhà họ Thành. Chỉ dựa vào mấy lời thuyết giáo mà muốn chia một chén canh, đúng là kẻ ngốc nói vớ vẩn. Mời các vị ngồi, vừa nói, ông Cụ Thành đưa tay ra hiệu mời mọi người. Sau khi mọi người ngồi xuống, không ít người hầu của nhà họ Thành lập tức dâng lên hoa quả tươi ngon cho họ. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào, ông Cụ Thành đã ngồi lên vị trí chủ nhà ngay chính giữa. Mà mấy người Tư Mã Tư, cũng chỉ ngồi vào những ghế dưới, còn Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào thì bị sắp xếp ngồi ngay ở cuối cùng. Hơn nữa, hoa quả trước mặt mỗi người, cũng dựa theo thứ tự, càng xa càng giảm.
Ví dụ như trong mâm hoa quả bên cạnh ông Cụ Thành là một vài loại hoa quả quý hiếm, tới chỗ của Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào, cũng chỉ còn một vài loại quả hết sức bình thường. Đây rõ ràng là đang ám chỉ với mọi người mức độ coi trọng của nhà họ Thành đối với thế lực các phe. Nhìn thoáng qua mâm hoa quả trước mặt chỉ có mấy quả táo, Võ Anh Hào trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy tức giận bắn thẳng về phía ông Cụ Thành. Không cần để ý, Tiêu Chính Văn nhỏ giọng nói một câu, đồng thời, nhẹ nhàng giữ lấy Võ Anh Hào đang điên tiết. Ông Cụ Thành, hình như chất lượng hoa quả trước mặt anh Tiêu không tốt lắm nhỉ, Tư Mã Tư cười khẩy, châm chọc. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên, nhìn Tư Mã Tư thật lâu, chỉ trả lời hắn bằng một nụ cười lãnh đạm. Sao tộc trưởng lại sắp xếp anh Tiêu ghế cuối, mới vừa nãy ông ấy còn nói, nhà họ Thành không có lập trường của mình mà, Thành Hân Nhi thấy vậy, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, nhìn về phía Thành Vĩnh Chí với vẻ khó hiểu. Tộc trưởng sắp xếp như vậy, tất nhiên có lý của ông ấy, không được âm thầm suy đoán. Thành Vĩnh Chí nhỏ giọng trách Thành Hân Nhi một câu. Thật ra sắp xếp như vậy hoàn toàn căn cứ vào biểu hiện của mọi người. Một mặt là biểu hiện của Tiêu Chính Văn dọc theo chặng đường quả thực quá kém, tuy rằng về mặt suy tính và điềm tĩnh, mấy người Tư Mã Tư còn kém rất xa, nhưng suy cho cùng Võ Tông vẫn nói chuyện bằng võ lực. Bất kể suy tính của anh thâm sâu bao nhiêu, cuối cùng đều phải nói chuyện bằng thực lực. Vừa nãy, lúc mấy người Tư Mã Tư dương cung bạt kiếm, Tiêu Chính Văn lại không nói lời nào. Mặc dù điều này có thể nói rõ Tiêu Chính Văn có tính cách trầm ổn, nhưng ngoài ra cũng có nghĩa thực lực Tiêu Chính Văn không đủ, căn bản không dám nói gì. Vì vậy, cả chặng đường này, ông Cụ Thành càng tin chắc rằng, Tiêu Chính Văn căn bản không thể đoạt được thánh huyết của Đế Tuấn. Thậm chí có thể sẽ chết trong trận chiến tranh đoạt thánh huyết lần này. Sau khi ăn chút hoa quả, ông Cụ Thành lại đưa mọi người đi dạo một vòng lớn xung quanh Vọng Tiên Lâu, xem như có được hiểu biết đại khái về hoàn cảnh quanh đây. Sau đó mới sắp xếp vị trí cho mọi người ở lại. Cuối cùng, ngay cả Võ Anh Hào cũng được sắp xếp ở trong nhà tổ nhà họ Thành, nhưng Tiêu Chính Văn lại bị sắp xếp ở trong một quán trọ nhỏ trong khu thuộc Thái Sơn. Tiêu Chính Văn thẳng thừng từ chối sự sắp xếp của nhà họ Thành, anh ngồi lên xe trở lại thành phố. Mắt thấy Tiêu Chính Văn bị tộc trưởng nhà họ Thành dùng phương thức này đuổi ra khỏi nhà họ Thành, Thành Hân Nhi giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lồng ngực phập phồng. Cho đến đêm khuya, cô ta mới đi tới nội viện nhà họ Thành, giờ phút này, ông Cụ Thành đang bàn luận viển vông cùng mấy người Tư Mã Tư. Thậm chí còn nói tới vấn đề phân chia thánh huyết của Đế Tuấn. Hiển nhiên, giờ phút này nhà họ Thành đã loại bỏ Tiêu Chính Văn, còn Võ Anh Hào cũng lười nhập hội với những người này nên đã chào tạm biệt ông Cụ Thành từ sớm, đuổi theo Tiêu Chính Văn trở về thành phố. Sau khi tiễn mấy người Tư Mã Tư trở về phòng của mình, Thành Hân Nhi mới nói với ông Cụ Thành bằng vẻ khó hiểu, tộc trưởng. Sao ông lại phải dùng cách này đuổi anh Tiêu đi? Nếu như từ lúc bắt đầu, ông đã không coi trọng anh Tiêu, có thể không mời anh ấy mà, nhưng cái gì? Ông Cụ Thành cười khẩy, thẳng thừng ngắt lời Thành Hân Nhi, cháu gái, cháu nghĩ chuyện này đơn giản quá, cháu tưởng ông đang nhằm vào Tiêu Chính Văn và thế tục sao? Không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Đừng thấy trong thế tục bàn tán thổi phồng Tiêu Chính Văn vô cùng cao siêu mà lầm, từ biểu hiện của Tiêu Chính Văn hôm nay cho thấy, rõ ràng cậu ta không đủ sức. Bất kể là nói tới cây giáo bá vương, hay ân oán xưa cũ của mấy thế gia, từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn đều câm như hến, chứng tỏ cậu ta chột dạ. Nghe thấy đánh giá của ông Cụ Thành đối với Tiêu Chính Văn lần này, Thành Hân Nhi không hiểu nói, tộc trưởng, những chuyện này vốn không liên quan tới anh Tiêu, anh ấy cần phải chen miệng vào sao? Và lại, anh Tiêu vẫn luôn thản nhiên như thường, có chút chột dạ nào đâu. Trái lại, cháu thấy anh Tiêu mới là người thận trọng nhất trong bọn họ, không giống như mấy người Tư Mã Tư và Quảng Lăng Tử, vì một chút chuyện nhỏ cũng có thể ra tay đánh nhau. Và lại, anh Tiêu không chỉ đại diện cho bản thân anh ấy, mà cả thế tục, cùng với giới chính trị Hoa Quốc, chúng ta đuổi anh ấy đi bằng cách này, đối với nhà họ Thành chúng ta đúng là lợi bất cập hại. Thành Hân Nhi sốt ruột dậm chân. Đắc tội Tiêu Chính Văn thì chẳng khác nào đắc tội toàn bộ giới thế tục Hoa Quốc, đến lúc đó, nhà họ Thành sẽ rất khó hoạt động trong giới thế tục. Hân Nhi, đây là thái độ mà con nên có sao? Ông nội làm như vậy, tất nhiên có tính toán của ông nội. Hơn nữa, với địa vị nhà họ Thành chúng ta còn cần để ý thế tục và giới chính trị có vui hay không sao? Thành Vĩnh Chí xa sầm mặt mày, lạnh lùng mắng. Bố, nhưng cái gì? Bố không ngại nói với con,
mấy người Tư Mã Tư trông có vẻ như đang tranh cãi vì cây giáo bá vương, nhưng thực ra không phải vậy. Con tưởng chỉ vì vài ân oán xưa kia của gia tộc mà bọn họ đấu đá nhau sao? Thành Vĩnh Chí mở miệng khiển trách. Nhưng đây chính là sự thật, Thành Hân Nhi cố tranh luận theo lý lẽ. Bọn họ dò xét ranh giới cuối cùng của nhau trong khi nói chuyện. Ai sợ trước thì ắt sẽ bị bài trừ ra ngoài. Nhưng Tiêu Chính Văn cố ra vẻ bình tĩnh, lại không thấy được bước này. Thành Vĩnh Chí hết sức tự tin nói. Với bối cảnh của Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên, tuyệt không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Bố, dù đúng là như bố nói, nhưng anh Tiêu luôn luôn khiêm tốn, khinh thường tranh cãi hơn thua với bọn họ, có gì không đúng sao? Điều này cũng không thể trở nên lý do nhà họ Thành chúng ta đuổi anh Tiêu đi mà, Thành Hân Nhi chất vấn vẫn không từ bỏ ý định như cũ. Cháu gái, cháu quá đơn thuần, cháu tưởng rằng, sau khi thánh huyết của Đế Tuấn thuộc về người nào đó, Tiêu Chính Văn còn có thể sống sót trên thế giới này sao? Mấy ngày trước, Tiêu Chính Văn mới vừa chém giết người của nhà họ Tư Mã, nhà họ Khổng cũng có mối thù sâu đậm với Tiêu Chính Văn. Ông Tổ Hỏa Long của núi Huệ Mi cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn. Con suy nghĩ kỹ xem, trong ba người ở đây, ai sẽ bỏ qua cho cậu ta? Chỉ cần cuộc tranh đoạt thánh huyết của Đế Tuấn vừa kết thúc, ông dám khẳng định, ba người bọn họ nhất định sẽ xoay hỏng súng lại, bắt tay nhau thắt cổ Tiêu Chính Văn. Tuy sau lưng Võ Anh Hào có chỗ dựa là nhà họ Võ, ba người họ sẽ không tùy tiện ra tay chặn đánh, nhưng cậu ta cũng chỉ có thể cố hết sức tự vệ mà thôi. Hễ Tiêu Chính Văn chết, giới thế tục và giới chính trị cũng chỉ có danh vô thực, lúc này chính là thời khắc mấu chốt để nhà họ Thành chúng ta mưu cầu lợi ích cho gia tộc, sao có thể mang lòng dạ đàn bà được. Ông cụ Thành nheo mắt lại, khiển trách bằng giọng nói lạnh như băng. Bất kể nói thế nào, cháu cũng tin tưởng anh Tiêu. Các người căn bản không hiểu anh ấy. Các người sẽ trả giá thật lớn vì những chuyện đã làm hôm nay, Thành Hân Nhi cắn chặt răng, lạnh lùng nói. Tin tưởng hắn, nhà họ Tiêu có gì hơn người chứ? Chẳng qua chỉ là một cuốn Thiên Sơn Thư Lục ghi lại lịch sử của Hoa Quốc mà thôi. Con nghĩ Tiêu Chính Văn có thể bước lên đỉnh cao chỉ bằng một cuốn lịch sử à? Thực ra, trong thời gian này, nhà họ Thành vẫn luôn bí mật điều tra Tiêu Chính Văn và nhà họ Tiêu. Sau khi điều tra cẩn thận, cuối cùng cũng chỉ điều tra ra được nhà họ Tiêu có một cuốn sách ghi chép về Thiên Sơn, mà Tiêu Chính Văn ra đời cũng liên quan đến cuốn ghi chép này. Nhưng cho dù Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép chi tiết lịch sử của Hoa Quốc đến mức nào thì nó cũng chỉ là một cuốn sách mà thôi. Dưới cảnh giới nhân hoàng, Tiêu Chính Văn chỉ có thể dựa vào Thiên Sơn Thư Lục để uy hiếp người khác, nhưng những cao thủ sau cảnh giới nhân hoàng thì sao? Một cuốn ghi chép thì có tác dụng gì chứ? Nói cách khác, căn cốt của Tiêu Chính Văn quá kém, thậm chí còn nhẹ hơn Lông Hồng. Nếu không, tộc trưởng nhà họ Thành sao có thể dễ dàng đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi nhà họ Thành như vậy? Mọi người đừng quên, dưới trướng Tiêu Chính Văn còn có ba vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Hơn nữa, ba vị cảnh giới nhân hoàng này đều là do Tiêu Chính Văn tự đào tạo. Ý của Thành Hân Nhi là nếu Tiêu Chính Văn đã có thể đào tạo ba vị nhân hoàng, vậy thì cũng có thể đào tạo ra năm vị, thậm chí là 10 vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Nhân hoàng, một khi thánh huyết của Đế Tuấn xuất hiện, e rằng ngay cả cao thủ đế cảnh cũng phải quay lại. Nhân hoàng trước mặt đế cảnh còn không bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Ông cụ Thành vuốt râu, chế nhạo. Phía sau Tiêu Chính Văn không chỉ có cao thủ cảnh giới nhân hoàng mà còn có huyết tộc. Hận Thiên từng ra tay vì Tiêu Chính Văn, điều này cũng cho thấy thái độ của huyết tộc. Cả nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng đều không phải là đối thủ của huyết tộc. Đâu có thể coi là chỗ dựa vững chắc của Tiêu Chính Văn. Thành Hân Nhi vẫn không bỏ cuộc, cố gắng lập luận bằng lý trí. Ha ha, ông cụ Thành nghe vậy liền ngửa mặt cười lớn, nhóc con, cháu còn quá trẻ. Cháu không thể tưởng tượng nổi thế giới này nham hiểm đến mức nào đâu. Cháu nghĩ nhà họ Tư Mã đại diện cho ai? Quảng Lăng Tử đại diện cho ai? Người đứng sau nhà họ Khổng là ai? Nhà họ Tư Mã đại diện cho lợi ích của đám hoàng tộc. Nếu không, tại sao nhà họ Lưu và Lý Đường đều không phái người đến đây? Còn Quảng Lăng Tử càng có quan hệ mật thiết với Cửu U Cung. Về phần nhà họ Khổng, không cần nói nhiều nữa, phía sau bọn họ chính là Thiên Đạo Minh Ước. Ông cụ Thành biết rất rõ thế lực đứng sau những người này, nếu không, lúc có thánh huyết của Đế Tuấn, sao có thể chỉ có vài người có mặt mũi như bọn họ xuất hiện? Đường Vương Lý Thị lẽ nào đã tuyệt tôn rồi sao?
Tại sao ngay cả bóng dáng của một người nhà họ Chu cũng không thấy? Cửu U Cung lại quá bí ẩn, bọn họ cũng từng tham gia vào tiến trình lịch sử của Hoa Quốc rất nhiều lần, chỉ là lúc thiện lúc ác không rõ ràng. Ví dụ như đám người bên cạnh Lưu Hắc Tháp và Trần Hữu Lượng đều là người của Cửu U Minh, nếu không bọn họ không thể trở thành thế lực duy nhất có thể cạnh tranh với Chân Mệnh Thiên Tử trong thời Lý Đường và thời Chu Minh. Ngược lại, huyết tộc phía sau Tiêu Chính Văn yếu hơn rất nhiều. Ít nhất trong nhiều năm qua, huyết tộc chưa từng tham gia vào tiến trình lịch sử trong giới thế tục, cũng không trực tiếp tham gia vào việc thay đổi vương triều. Nhưng ít nhất, gia tộc nữ đế cũng đã công nhận Tiêu Chính Văn, Thành Hân Nhi tranh luận thêm. Nữ đế, ồ, chắc cháu vẫn chưa biết những thay đổi lớn bên ngoài vùng lãnh thổ đâu nhỉ. Nhà họ Võ quả thực rất mạnh, ít nhất cũng từng là như vậy. Nhưng những năm gần đây, rất nhiều hoàng tộc do nhà họ Tư Mã đứng đầu đã kết liên minh tấn công nhà họ Võ về mọi mặt cùng một lúc. Nhà họ Võ lúc này đã không còn huy hoàng như xưa nữa. Bây giờ chỉ có thể xếp thứ ba mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhà họ Tư Mã chiếm lấy địa vị. Nếu không, Võ Anh Hào cũng sẽ không bị các bên khác cô lập. Ngoại trừ Tiêu Chính Văn không có lai lịch rõ ràng, ai có thể ra tay giúp đỡ nhà họ Võ vào lúc này đây? Nếu lần này bị người khác cướp mất thánh huyết của Đế Tuấn, e rằng ngay cả nhà họ Triệu yếu nhất trong hoàng tộc cũng dám đẻ đầu cưỡi cổ nhà họ Võ. Bây giờ cháu nói cho ông biết, Tiêu Chính Văn còn bao nhiêu phần thắng. Đứng về phía Tiêu Chính Văn, nhà họ Thành chúng ta sẽ thế nào đây? Ông cụ Thành trừng mắt nhìn Thành Hân Nhi, lạnh lùng hỏi. Tộc trưởng, nhưng đây đều là suy đoán của chúng ta. Ngộ nhỡ, cháu chỉ nói ngộ nhỡ không phải vậy thì sao? Chẳng phải ông từng nói nhà họ Thành chúng ta phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người sao? Chẳng phải ông nói, chỉ có trung lập mới có thể tối đa hóa lợi ích của nhà họ Thành chúng ta sao? Vì vậy, cháu nghĩ cách làm của ông không thích hợp. Mặc dù không thể tranh luận được với ông cụ Thành, nhưng Thành Hân Nhi vẫn rất không phục. Hai, con nhóc này, mọi thứ trên đời này đều có quy luật của nó. Nếu cháu vẫn chưa từ bỏ thì được thôi. Ông sẽ cho cháu thêm cơ hội nữa. Ông cụ Thành nói xong, bóng dáng của cụ ta mờ dần, nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Tộc trưởng, Thành Hân Nhi hoảng sợ khi thấy bóng dáng của ông cụ Thành biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đừng lo, tộc trưởng đi tìm Tiêu Chính Văn rồi. Hy vọng lần này cậu ta có thể nắm bắt cơ hội. Nếu có sự giúp đỡ của nhà họ Thành chúng ta, cậu ta có sẽ có thêm vài phần thắng. Thành Vĩnh Chí cũng thở dài. Trong mắt người nhà họ Thành, ông cụ Thành chủ động gặp Tiêu Chính Văn đã là nể mặt Tiêu Chính Văn lắm rồi. Nếu Tiêu Chính Văn thức lời thì nên nắm bắt thời cơ này, đưa ra đủ lợi ích cho nhà họ Thành, coi nhà họ Thành là chủ, cố gắng lấy được sự ủng hộ của nhà họ Thành sẽ càng có lợi hơn. Đúng lúc này, ở trung tâm thành phố Thái Sơn dưới chân núi Thái Sơn, trong một khách sạn sang trọng, Tiêu Chính Văn đang đứng trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu Tiêu, không ngờ cậu lại có tâm trạng nhàn nhã như vậy. Giọng nói của ông cụ Thành từ phía sau Tiêu Chính Văn truyền đến, ngay sau đó, khoảng không xung quanh biến dạng, ông cụ Thành xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn. Ông cụ Thành, Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn ông cụ Thành rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh, mời ngồi. Ông cụ Thành khẽ gật đầu, cười nhẹ nói, Tiêu Chính Văn, cậu là người thông minh, thế cục hiện tại chắc cậu biết rất rõ. Đêm nay tôi tới đây là muốn, không cần nhiều lời. Giới thế tục sẽ không nhường bộ đâu, Tiêu Chính Văn nói mà không quay đầu lại. Cái gì, ông cụ Thành không ngờ thái độ của Tiêu Chính Văn lại dứt khoát đến vậy. Cậu Tiêu, tôi nghĩ cậu vẫn chưa biết rõ địa vị của mình nhỉ. Nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Thành, cậu sẽ mất cả địa lợi. Thiên thời, địa lợi và con người, cậu đều không có thì làm sao có thể tranh đoạt thánh huyết của Đế Tuấn đây. Ông cụ Thành lạnh lùng hỏi. Theo ông cụ Thành thấy, cách làm đúng đắn nhất của Tiêu Chính Văn lúc này chính là hạ mình xuống, chia đều thánh huyết của Đế Tuấn với nhà họ Thành, đây mới là lối thoát duy nhất cho Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn đã làm ngược lại, một câu nói chặn luôn đường lui cuối cùng. Chắc cậu vẫn chưa biết, nếu thánh huyết của Đế Tuấn rơi vào tay nhà khác thì đừng nói là cậu, mà ngay cả giới thế tục của Hoa Quốc cũng sẽ, nhà họ Thành tốt nhất đừng dính vào vũng nước đục này. Nếu không sẽ tự diệt đấy. Tiêu Chính Văn ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, lãnh đạm nói. Hừ,
cho tới bây giờ mà cậu vẫn còn cứng miệng vậy sao? Ông cụ Thành lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn rồi phất tay áo, xoay người rồi đi. Tiêu Chính Văn này thật không biết nhìn người, nếu đã vậy thì nhà họ Thành sẽ không biết nể mặt nữa. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của ông cụ Thành đã xuất hiện trong sân sau nhà họ Thành. Thấy vẻ mặt lạnh như băng của ông cụ Thành, trong lòng Thành Hân Nhi trùng xuống. Hừ, cái tên Tiêu Chính Văn này thật không biết điều. Ông cụ Thành vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Đến lúc này, Thành Hân Nhi cũng chỉ có thể thở dài một hơi, ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan biến. Sáng sớm hôm sau, nhà họ Thành lại phái người đến mời mọi người đến Vọng Tiên Lâu. Chỉ là lần này, nhà họ Thành cố tình loại bỏ Tiêu Chính Văn. Nhưng Thành Kế Hào vẫn nhanh chóng đến phòng Tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn để thăm hỏi Tiêu Chính Văn. Chỉ là Thành Kế Hào còn chưa kịp mở miệng, một luồng khí tức mạnh mẽ đã tỏa ra từ hướng Thái Sơn. Luồng khí tức đó chính là do Võ Anh Hào gửi tới. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói lọi như mặt trời thứ hai xuất hiện trên bầu trời. Anh ở đây đợi tôi ra xem thử, nói xong, không gian xung quanh nổi lên một gợn sóng, một giây sau, bóng dáng của Tiêu Chính Văn đã biến mất khỏi căn phòng. Lúc Tiêu Chính Văn tới đỉnh Thái Sơn, Võ Anh Hào đang đứng sóng đôi từ xa với hai người Quảng Lăng Tử. Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên ngồi trên chiếc ghế phía bên cạnh, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, dáng vẻ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ông cụ Thành ngồi ở giữa, đang đắc ý thưởng thức trà thơm. Thiên Vận Tử đứng phía sau Tư Mã Tư tay cầm chuôi kiếm, trong ánh mắt ngập tràn sát khí, rõ ràng cũng sẽ không khoanh tay ngó lơ. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn ông cụ Thành, trầm mặt nói, nhà họ Thành tiếp đón khách như vậy à? Dù gì Thái Sơn cũng là địa giới của nhà họ Thành sẽ có quyền lên tiếng nhất định. Chỉ cần một câu nói của ông cụ Thành, Quảng Lăng Tử tuyệt đối không dám ngang nhiên ra tay với Võ Anh Hào. Là do cậu chủ Võ, cậu ta không nên năm lần bảy lượt ăn nói thiếu chuẩn mực với Quảng Lăng Tử, càng không nên chỉ trích Huệ Mi, đây là ân oán cá nhân của bọn họ, tôi không tiện nhúng tay vào. Hơn nữa, nơi này là địa giới của nhà họ Thành chúng tôi, Võ Anh Hào có tài cán gì mà lại dám vô lễ như vậy với khách quý của nhà họ Thành. Rõ ràng đang không coi nhà họ Thành chúng tôi ra gì. Ông cụ Thành hừ một tiếng, chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống. Mà sự thật lại là Quảng Lăng Tử hết lần này tới lần khác chế nhạo nhà họ Võ âm thịnh dương suy, thậm chí còn nói sau nữ đế chẳng có ai để kế tục nên mới tùy tiện chọn ra một người trong đám bất tài để tiếp quản nhà họ Võ. Võ Anh Hào thật sự không thể nhịn nổi nên mới ra tay với Quảng Lăng Tử. Thế nhưng với hiểu biết của Tiêu Chính Văn về Võ Anh Hào thì tuyệt đối không thể làm ra chuyện thái quá như vậy. Rõ ràng là nhà họ Thành đang cố tình thiên vị Quảng Lăng Tử. Từ đó có thể thấy nhà họ Thành đã có lập trường của bản thân, quyết tâm đối đầu với thế tục rồi nhỉ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng hỏi. Nhà họ Thành nói thế nào cũng được tính như là thế gia dòng dõi Lý Đường, hiện tại lại hoàn toàn đứng về phía đối lập với Hoàng thất Lý Đường, lại còn công khai sỉ nhục hậu nhân của nữ đế. Đây rõ ràng chính là sự phản bội. Nhà họ Thành trước nay đều không có lập trường. Người ta hay nói giúp lý không giúp tình, tôi đã nói từ lâu, hy vọng mọi người hòa thuận một chút, đừng nhắc lại mấy chuyện ân oán đã qua làm gì. Thế nhưng cậu chủ Võ hình như nghe không hiểu lời khuyên răn của tôi, liên tục gây sự, chuyện này không thể trách nhà họ Thành chúng tôi trở mặt vô tình được đâu. Ông ta vừa nói, mấy con cháu của nhà họ Thành cũng đồng loạt tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn đầy uy hiếp. Hành vi của đám con cháu nhà họ Thành này đã nói rõ hết tất cả. Nhà họ Thành đã có quyết định, hoàn toàn đứng về phía mấy người Quảng Lăng Tử. Nếu không cũng sẽ không lật mặt với nhà họ Võ nhanh tới thế. Ai, tôi đã khuyên nhà họ Thành mấy người từ lâu rồi, đừng tự hiểu nhầm. Vừa mới đêm hôm qua, cậu chủ Võ còn xin sự thương tình cho nhà họ Thành mấy người, nể tình nhà họ Thành mấy người có công bảo vệ Phong Thiện Đài ở Thái Sơn nên cho nhà họ Thành mấy người một cơ hội. Đáng tiếc là nhà họ Thành mấy người lại không biết tốt xấu. Nhận giặc làm cha, Tiêu Chính Văn lắc đầu thở dài một tiếng. Hỗn xược, ông cụ Thành đột nhiên đập mạnh lên bàn, phẫn nộ gầm lên, Tiêu Chính Văn. Một kẻ tiểu bối trong thế tục như cậu mà cũng dám ăn nói ngông cuồng ở trước mặt tôi như vậy ư? Cho nhà họ Thành chúng tôi một cơ hội, dựa vào cậu, hay là dựa vào nhà họ Võ? Vốn dĩ việc Quảng Lăng Tử khiêu khích Võ Anh Hào hôm nay chính là kế cáo mượn oai hùng của ông cụ Thành.
mượn tay của mấy người Quảng Lăng Tử giết chết Võ Anh Hào ở trên đỉnh Thái Sơn để chứng minh cho người đời thấy nhà họ Thành sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ với nhà họ Lý và nhà họ Võ kể từ lúc này. Sau đó lại hỗ trợ mấy người Quảng Lăng Tử đoạt được Thánh Huyết Đế Tuấn, chấm mút được chút lợi lộc từ bên trong. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại nói ra mấy lời nực cười như cho nhà họ Thành một cơ hội, rõ ràng không biết trời cao đất dày. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn thốt ra câu này, trong mắt Tư Mã Tư lóe lên sát khí, hướng ánh mắt không tốt đẹp gì nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Muốn trách thì chỉ có thể trách nhà họ Thành mấy người ngu dốt, nếu như mấy người không biết thức thời thì tự mà gánh lấy hậu quả đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn chẳng buồn liếc nhìn ông cụ Thành, anh vung tay lên, một màn ánh sáng màu vàng lập tức chắn ngang giữa Võ Anh Hào và Quảng Lăng Tử. Anh Tiêu, Võ Anh Hào quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt không hiểu. Cậu chủ Võ, chúng ta đi thôi. Tiêu Chính Văn nói xong thì sải bước đi thẳng tới trước mặt Võ Anh Hào, ngay sau đó, không gian xung quanh bất chợt sao động. Trước khi Võ Anh Hào đi còn quay đầu nhìn ông cụ Thành, hừ một tiếng. Sau đó sải bước tiến vào trong làn sóng. Không ngờ lại không qua được mắt anh, Tư Mã Tư híp mắt, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Cái gì? Ông cụ nhà họ Thành lúc này cũng nhìn ra được chút manh mối, dường như cả câu chuyện không hề đơn giản như trong tưởng tượng của cụ ta. Vào khoảnh khắc ông cụ Thành đang hoài nghi, cả Thái Sơn đột nhiên rung chuyển. Thái Sơn đứng sừng sững đã lâu suốt chiều dài lịch sử Hoa Quốc. Thậm chí sau khi hoàng đế đại bại Si Vưu năm đó còn phong thiện tế trời tại nơi này. Sau này ma thạch bảy màu của huyền nữ Cửu Thiên còn hòa vào làm một với Thái Sơn, cả ngọn núi Thái Sơn cũng trở thành trung gian giao lưu giữa trời và hậu thế. Tam hoàng ngũ đế, mấy chục địa chủ nhân vương cũng từng tế cáo với trời, cầu cho mưa thuận gió hòa ngay tại nơi này. Theo lý mà nói, Thái Sơn vững chãi tới độ nào cơ chứ? Nếu như không phải có người nhúng tay vào từ bên trong thì nào có chuyện xảy ra hiện tượng long trời lở đất như vậy. Đúng vào lúc này, Tư Mã Tư cười lạnh lùng chậm rãi đứng dậy. Cậu muốn làm gì? Ông cụ Thành quay phát đầu lại nhìn về phía Tư Mã Tư. Nhà họ Thành khác với mấy thế gia như nhà họ Khổng, nhà họ Thành trước nay có truyền thống gia nhập thế tục để rèn luyện, vậy nên trong nhà tổ ở Thái Sơn cũng không thiếu cao thủ của nhà họ Thành. Thậm chí còn có hai cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng đang chấn giữ ở nhà họ Thành. Mà bản thân ông cụ Thành cũng là một cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 3, mặc dù mấy năm gần đây, thực lực của ông cụ Thành đã hạ xuống thành nhân hoàng cấp 1, thế nhưng cụ ta vẫn chẳng coi cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng bình thường ra gì. Và lại, xung quanh Thái Sơn vốn dĩ có trận pháp mà nhà họ Thành bài bố sẵn, có thể nói nơi này là sân nhà của nhà họ Thành, bất cứ ai cũng không có tư cách lộng hành ở đây. Không làm gì hết, chỉ là muốn tiêu diệt nhà họ Thành mấy người mà thôi, Tư Mã Tư cao ngạo lên tiếng. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Thiên Vận Tử đứng sau lưng hắn cũng tiến lên một bước, rồi đi tới phía trước Tư Mã Tư. Tiêu diệt nhà họ Thành của tôi? Hừ, rõ ràng là nực cười. Cậu cho rằng dựa vào một mình Thiên Vận Tử là có thể muốn gì làm đấy hay sao? Cậu đừng quên, nơi này là địa bàn của nhà họ Thành chúng tôi. Bên trên Thiên Sơn không chỉ có đại trận phòng hộ của nhà họ Thành chúng tôi mà còn có cả đại trận vạn pháp. Ông cụ Thành lạnh lùng nhắc lại. Tiêu Chính Văn không chút thương xót nhìn ông cụ Thành, khẽ lắc đầu nói, nhà họ Tư Mã rất giỏi âm mưu, nếu như Tư Mã Tư đã ngửa con át chủ bài ra rồi, nhà họ Thành coi như vô vọng. Nghe thấy lời này, ông cụ Thành lạnh lùng cười, nói, nhà họ Tư Mã lòng dạ xảo quyệt thì làm sao? Chuyện của nhà họ Thành tôi vẫn chưa tới lượt Tiêu Chính Văn cậu chen vào chỉ trỏ. Quảng Lăng Tử và Khổng Tề Thiên vẫn còn ở đây, Huệ Mi và nhà họ Khổng cũng sẽ không trơ mắt ngồi nhìn nhà họ Thành chúng tôi bị tiêu diệt. Dù nhà họ Thành tôi không chống đỡ nổi nữa thì cũng không cần Tiêu Chính Văn cậu ra tay. Ông cụ Thành đắc ý nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói với vẻ đã có dự liệu trước. Thế lực phía sau Quảng Lăng Tử và Khổng Tề Thiên. Có ai không phải là sự tồn tại có thể sánh ngang với nhà họ Tư Mã? Có hai người bọn họ tương trợ, nhà họ Thành dù có mạnh tay với nhà họ Tư Mã thì cũng có làm sao? Thấy ông cụ Thành vẫn có dáng vẻ như thể tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Tiêu Chính Văn nở nụ cười thương hại, nói ai, đúng là sống uổng phí cả trăm năm, ở cái tuổi này rồi mà ông vẫn sống trên thân con chó. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời. Cây giáo bá vương trong tay Quảng Lăng Tử đột nhiên lóe lên tia sáng sắc lạnh, không chút báo hiệu lao thẳng ra trước.
khí tức vô cùng sắc lạnh nháy mắt đã biến mấy chục con cháu thanh niên của nhà họ Thành trở thành bụi máu chỉ trong nháy mắt. Bên trên quảng trường nhỏ phía trước Vọng Tiên Lâu đã bị màu máu tươi nhuộm đỏ. Cậu dám, cùng với một tiếng gầm phẫn nộ, một cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng của nhà họ Thành cũng ra tay đầy hung hãn. Đúng vào lúc này, bên trong hư không đột nhiên trở nên rúng động, một bóng người màu đen trông giống như ma quỷ đột nhiên xuất hiện trước người Quảng Lăng Tử, chặn lại đòn chí mạng của cao thủ nhà họ Thành. Giống như cụ tổ nhà họ Thành đã suy đoán, Quảng Lăng Tử quả nhiên có mối liên hệ mật thiết với Cửu U Cung, mà bóng đen đấy chính là người của Cửu U Cung vừa ra tay. Thấy cảnh tượng này, ông cụ Thành cũng lập tức phẫn nộ, cụ ta hoàn toàn không thể ngờ, trăm nghìn kế sách, cuối cùng bản thân lại trở thành đầy tớ tay sai của mấy kẻ tiểu bối này. Hừ, chỉ là mấy kẻ tiểu bối mà cũng dám ngông cuồng ở Thái Sơn, mấy người thật sự cho rằng nhà họ Thành chúng tôi dễ bị bắt nạt hay sao? Vừa nói dứt lời, ông cụ Thành giơ tay tung ra một cú đấm thẳng về phía Tư Mã Tư. Khí tức cảnh giới nhân hoàng cứ thế bộc phát ra, Thiên Vận Tử cười lạnh lùng, ngay sau đó giơ cây phất trần trong tay lên, nói ai cũng nói nhà họ Thành có được bí pháp của núi Ngõa Cương. Hôm nay tôi muốn lĩnh giáo một chút xem sao. Vào lúc Thiên Vận Tử vung tay ra, bầu trời đột nhiên trở nên u tối, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời giống như một dải ngân hà chảy ngược từ trên 9 tầng mây. Lúc này, tất cả con cháu nhà họ Thành đều bị dọa ngu người. Thái Sơn là địa bàn của nhà họ Thành bọn họ, tất cả con cháu nhà họ Thành ở bên trong thế tục đều tụ tập ở đây. Nếu như nơi này bị hủy hoại, vậy thì nhà họ Thành sẽ không còn ai kế tục nữa. Tộc trưởng, nhà họ Thành chúng ta. Không đợi Thành Vĩnh Chí nói hết câu, ông cụ Thành đã gầm lên một tiếng, nói, hoang mang cái gì? Mấy thằng danh con thôi mà, không đáng để lo sợ. Chỉ là mấy thằng danh con mà thôi. Mãi tới bây giờ, ông cụ Thành vẫn tự cho rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cụ ta. Vĩnh Chí, khởi động vạn kiếm đại trận, cùng với tiếng gầm đầy phẫn nộ của ông cụ Thành, Thành Vĩnh Chí vội vàng chạy về phía giữa sườn núi. Đẩy với sức mạnh cực lớn vào trong sơn cốc. Trong nháy mắt, vô số tia sát khí đột nhiên dâng lên giữa đất trời, bao trùm kín cả tòa Thái Sơn vào bên trong. Vạn kiếm đại trận không giống với hộ sơn đại trận chỉ có tác dụng bảo hộ, nhiều nhất chỉ có thể chặn kẻ địch ở bên ngoài sơn môn. Mà vạn kiếm đại trận lại có thể giết chết hết tất cả những kẻ xông vào. Có thể nói, chỉ cần vạn kiếm đại được khởi động, vậy thì mấy người Tư Mã Tư sẽ trở thành cá trong chậu, đừng hòng rời khỏi Thái Sơn. Một lần chỉ tay của ông cụ Thành sắc nhọn như kiếm, lúc chỉ tay về phía Tư Mã Tư, kiếm khí xung quanh xoay chuyển trên không, từ đầu tới cuối cũng không hạ xuống. Ông cụ Thành không khỏi kinh ngạc, lẽ nào vạn kiếm đại trận cũng bị người ta giở trò hay sao? Lúc này, không chỉ có lòng ông cụ Thành trùng xuống mà ngay cả mấy người Thành Vĩnh Chí cũng ớn lạnh. Bây giờ cảnh giới của ông cụ Thành giảm sút, dựa vào vạn kiếm đại trận, đương nhiên có thể bảo đảm cho nhà họ Thành được bình an, thế nhưng nếu như không có vạn kiếm đại trận tương trợ, với năng lực của một mình ông cụ Thành thì sao có thể bảo vệ được cả nhà họ Thành chu toàn cơ chứ? Hơn nữa, chiến trường lại đặt ở ngay trên địa bàn của nhà họ Thành, dù bọn họ muốn tháo chạy thì cũng chẳng có nơi nào để đi. Bây giờ thì sao, nhà họ Thành của ông còn có thể bình an vô sự nữa không? Cũng không nhìn xem ông đang làm đồng đội với đám người như thế nào, so với những người này thì ông quá non nớt rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn cảnh tượng ngay trước mắt. Khổng Tề Thiên, ông còn không mau ra tay. Ông cụ Thành nghe vậy thì lập tức nhìn về phía Khổng Tề Thiên. Đúng lúc này, chỉ thấy cuộn trúc trong tay Khổng Tề Thiên đột nhiên phát ra tia sáng dị thường. Thứ mà ông ta đang cầm chính là cổ quyển luận ngữ. Mà bên trong cổ quyển luận ngữ còn bao hàm trận pháp vô thượng mà Thiên Đạo Minh ước tặng cho nhà họ Khổng. Thứ thật sự phá bỏ vạn kiếm trận pháp và Thái Sơn hộ sơn trận pháp chính là cuộc trúc trong tay Khổng Tề Thiên này. Không một ai có thể ngờ được Khổng Tề Thiên lại tận dụng cơ hội lên núi chơi để giải trừ đại trận của nhà họ Thành. Điều này đồng nghĩa với việc loại trừ tất cả kết giới phòng ngự của cả Thái Sơn trong vô hình, vậy nên người của Cửu U Cung mới có thể giống như tới chốn không người. Đột nhiên xuất hiện trên đỉnh Thái Sơn. Rốt cuộc tại sao mấy người lại muốn dồn nhà họ Thành chúng tôi vào chỗ chết? Nhà họ Thành chúng tôi không đối đãi tệ với mấy người, ông cụ Thành nhìn về phía hai người Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên. Cụ ta thật sự chẳng có cách nào tưởng tượng nổi, từ lúc bắt đầu, mấy người Khổng Tề Thiên đã bày mưu tính kế với nhà họ Thành, thậm chí còn muốn xóa sổ nhà họ Thành ra khỏi thế tục.
Ha ha ha, Khổng Tề Thiên nghe vậy thì ngửa mặt cười lớn. Ông Thành, có phải ông già tới mức lẩm cẩm rồi không? Nếu như ngay cả bản thân ông cũng nói thánh huyết của Đế Tuấn sẽ rơi xuống đỉnh Thái Sơn này, vậy thì thà chúng tôi chiếm đoạt luôn còn hơn là mượn địa bàn của nhà họ Thành mấy người, đó không phải càng tùy ý hơn sao? Hơn nữa, với sự tồn tại bé nhỏ như loài kiến của nhà họ Thành mấy người mà cũng dám tranh thánh huyết của Đế Tuấn với chúng tôi ư? Làm người phải hiểu rõ vị trí của bản thân. Nếu như ông cam tâm để cho nhà họ Thành làm con chó đi bên cạnh tôi, có lẽ tôi còn có thể để lại cho nhà họ Thành mấy người một con đường sống, thế nhưng chó mà tranh đồ ăn với chủ nhân thì kết quả chỉ có một, chết. Thật ra kết cục mà nhà họ Thành sẽ nhận phải đã là chuyện nằm trong dự liệu của Tiêu Chính Văn từ lâu. Nhà họ Tư Mã hay nhà họ Khổng, có ai là dễ đối phó cơ chứ? Hơn nữa so với thủ đoạn thâm độc của mấy thế gia lớn này, chút toan tính của ông cụ Thành rõ ràng không đáng để nhắc tới. Anh ta nói không sai, ông cũng quá ngây thơ rồi, cũng không nghĩ thử xem nhà họ Khổng là những người ở đẳng cấp nào. Lý Đường tại sao lại suy bại, có lẽ ông cũng hiểu rõ hơn bọn họ nhỉ. Nếu như An Lộc Sơn không có môn đồ nhà họ Khổng tương trợ, hắn dám tạo phản sao? Không có nhà họ Khổng đứng phía sau ủng hộ, Sử Tư Minh dám thông đồng làm bậy với hắn hay sao? Đối đãi với chủ nhân của mình cũng có thể thất tín bội nghĩa, huống hồ chỉ là nhà họ Thành bé nhỏ mấy người. Cuối cùng Tiêu Chính Văn lại liếc nhìn ông cụ Thành và đám người nhà họ Thành, sau đó tiến lên trước một bước, vào khoảnh khắc thân ảnh của Tiêu Chính Văn sắp biến mất, Thành Hân Nhi đột nhiên tiến lên trước, lớn tiếng hô lên, anh Tiêu. Bước chân của Tiêu Chính Văn hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Thành Hân Nhi, trầm giọng nói, đi thôi. Nói xong anh quay người rời đi. Thành Hân Nhi quay đầu liếc nhìn đám người nhà họ Thành, thở dài một tiếng rồi cũng bước nhanh theo sau. Người nhà họ Thành vẫn đều sống trong giấc mộng đẹp mà mình thêu dệt nên. Ngay cả lớp thanh niên vừa mới bước vào trong xã hội bên trong thế tục đều hiểu rõ một đạo lý, đừng làm đồng đội với kẻ ác. Ác này không phải là gian ác mà là quỷ kế đa đoan, lời nói không đáng tin. Hai người Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư xuất thân từ thế gia như thế nào, trong lòng ông cụ Thành cũng hiểu rõ. Thế nhưng cụ ta lại đang mơ một giấc mộng đẹp không thực tế như thế này, căn bản không đáng để Tiêu Chính Văn đồng tình và thương hại. Từ lúc bắt đầu, nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đã có ý đồ xấu với nhà họ Thành, mà Quảng Lăng Tử đương nhiên cũng vui mừng thấy chuyện Thành, rất nhanh đã thông đồng làm bậy với nhau, còn ông cụ Thành lại chẳng biết gì hết. Chúng ta cũng đi thôi. Chẳng bao lâu nữa, ngay cả thành phố Thái Sơn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Võ Anh Hào. Từ đêm ngày hôm trước, Tiêu Chính Văn đã thông báo với giới chính trị mau chóng phân tán đám người trong thành phố Thái Sơn. Sáng sớm ngày hôm nay, cả thành phố Thái Sơn đã trở thành một thành phố trống không. Đúng vào lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng rít gào của ông cụ Thành, cậu Tiêu. Cậu Võ, xin nể tình nhà họ Thành chúng tôi có công bảo vệ cho Thái Sơn mà giúp nhà họ Thành chúng tôi với. Đợi sau này. Nhà họ Thành chúng tôi, ông Thành, ban nãy ông đã nói rồi, Tiêu Chính Văn tôi có tài cán gì để tương trợ nhà họ Thành mấy người đây? Hơn nữa, loại người không thức thời như Tiêu Chính Văn tôi cũng không xứng để ở lại Thái Sơn. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn cắt lời ông cụ Thành. Nghe thấy lời này của Tiêu Chính Văn, ông cụ Thành như bừng tỉnh ngộ. Cụ ta hiểu rõ thủ đoạn của người nhà họ Khổng thâm độc tới độ nào hơn bất cứ ai. Để không bị lan truyền ra ngoài. Khổng Tề Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ người nào thuộc nhà họ Thành rời đi. Nếu như nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã ra tay trước thì nói lên rằng họ đã có chuẩn bị từ sớm, nói không chừng chẳng bao lâu nữa, viện binh ở vùng ngoài lãnh thổ xa xôi của bọn họ sẽ tìm tới. Tới lúc đấy, cả Thái Sơn sẽ máu chảy thành sông, nhà họ Thành bọn họ cũng bị tiêu diệt từ đó. Vào lúc này cũng chỉ có Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào mới có thể giữ lại một con đường sống cho nhà họ Thành. Dù gì sau lưng Tiêu Chính Văn vẫn có huyết tộc, mà thực lực của nhà họ Võ cũng không thể xem thường. Hừ, vẫn nên để Quảng Lăng Tử giúp ông đi, không phải ông vẫn luôn khen Quảng Lăng Tử có thiên tư hơn người, núi Huệ Mi càng có thể lập lại trật tự hay sao? Nhà họ Võ chúng tôi căn bản chẳng là gì. Không đợi Tiêu Chính Văn lên tiếng, Võ Anh Hào đã cười lạnh lùng, sau đó đạp trên vầng sáng rời đi với Tiêu Chính Văn. Cùng lúc này, trên bầu trời ánh sao lấp lánh. Những vầng trăng sáng tỏ đồng thời dâng cao. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như cả võ tông Hoa Quốc đều ngây ra.
cao thủ của Thiên Cung Bắc Cực trở về thế tục tập thể rồi. Từng vầng trăng sáng đó căn bản không phải mặt trăng thật sự mà là ánh sáng huyền diệu phát ra từ vùng ngoài lãnh thổ, xuyên qua bầu trời rồi phản chiếu lại thế tục. Thiên Cung Bắc Cực trở về thế tục rồi. Không ít người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người không tự chủ được mà run lên. Triệu Kế Hồng bên trên Tung Sơn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng sợ tới phát run. Ông cụ Thành đứng đầu thì càng sợ tới độ cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhà họ Thành sao có thể so bì được với cả Thiên Cung Bắc Cực. Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào thì tính sao? Quảng Lăng Từ quay đầu nhìn Tư Mã Tư. Hừ, muốn chạy, không dễ như vậy đâu, lần này, cả Hoa Quốc đều là của chúng ta rồi. Tư Mã Tư khẽ siết tay, cười lạnh lùng nói. Điều cả Thiên Cung Bắc Cực trở về thế tục chính là muốn hạ luôn rời chính trị Hoa Quốc. Sau khi có được thánh huyết của Đế Tuấn sẽ lập tức truy sát Tiêu Chính Văn để đoạt lấy ba trái tim rồng từ anh. Tiếp đó sẽ hành động để tìm kiếm di tích Long tộc. Cao thủ Thiên Cung Bắc Cực xuất hiện, hàng trăm cây số quanh Thái Sơn bỗng chốc núi lở đất nứt. Cả thành phố Thái Sơn đều rung chuyển, rất nhiều kiến trúc đều sụp xuống. Trên núi Huệ Mi có vô số bóng đen cùng lúc bay ra, cả đầu trời đều bị một lớp màu xám che phủ. Ngay cả người bình thường trong thế tục cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Bằng bằng e là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Vũ nhìn lên bầu trời lo lắng nói. Thấy nhiều bóng đen đang chạy đến núi Thái Sơn, cao thủ Thiên Cung Bắc Cực cũng lập tức quay lại, lúc này ông cụ Thành đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Chết đi, bằng bằng ông ta hét lên rồi lại lao về phía mấy người Tư Mã Tư. Dù có chết thì nhà họ Thành cũng phải kéo theo đám người Tư Mã Tư chết cùng. Thế nên ông cụ Thành cũng không do dự nhiều, khí tức cảnh giới nhân hoàng lao thẳng lên trời. Thấy ông cụ Thành tức giận thành thế này, Tư Mã Tư chỉ khinh thường cười mỉa. Khổng Tề Thiên nhìn ông cụ Thành cứ như đang nhìn một tên ngu ngốc. Quảng Lăng Tử thì lại chẳng để tâm mấy đến lời nói của ông cụ Thành. Thấy ông cụ Thành không màng mọi thứ lao về phía ba người, Khổng Tề Thiên giơ cuốn sách cổ trong tay, sau đó ra đòn với ông cụ Thành. Ông cụ, đừng giãy giụa vô ích nữa, nhà họ Thành các ông xác định chỉ có một con đường chết, nếu tôi là ông thì đã buông tay chịu trói rồi. Tư Mã Tử cười mỉa, bưng tách ra lên nhấp một hớp. Lúc này ông cụ Thành đã nổi cơn lôi đình, tay cầm thanh kiếm dài đánh mạnh vào Khổng Tề Thiên. Khổng Tề Thiên, nhà họ Khổng ông cũng xem là gia tộc có danh tiếng, ông thế mà lại làm ra loại chuyện bỉ ổi này. Bỉ ổi, hừ, ông cụ Thành. Không biết là do tôi còn trẻ hay ông non khờ, thế giới này chỉ có lợi ích, không màng thủ đoạn, bản lĩnh, lẽ nào ông lại không hiểu đạo lý đơn giản này sao? Khổng Tề Thiên cười khinh nói. Hơn nữa, nhà họ Thành các ông là cái thá gì? Cả khu vực ngoài lãnh thổ ai mà không kính nể nhà họ Khổng tôi, chỉ dựa vào ông cũng dám chỉ tay dạy bảo nhà họ Khổng tôi sao? Khổng Tề Thiên hừ một tiếng nói. Trước tiên không nói danh tiếng ở ngoài lãnh thổ của Khổng Tề Thiên. Chỉ riêng tấm thẻ chữ vàng của nhà họ Khổng thôi cũng đã không phải là thứ mà người nhà họ Thành có thể tùy tiện trách mắng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Thành các ông cũng không phải là gia tộc có mắt không tròng, ít nhất con bé Thành Hân Nhi đó biết dự đoán trước. Nhưng tiếc là đám tầm thường các ông lại không nghe lời khuyên của nó, ha ha ha. Tôi thật sự không hiểu nhà họ Thành các ông đều là đám tầm nhìn hạn hẹp, sao có thể tồn tại 1000 năm được chứ? Khổng Tề Thiên nói. Thật ra vào đêm hôm trước, đám người Khổng Tề Thiên đều đã nghe hết cuộc tranh cãi của người nhà họ Thành. Thành Hân Nhi rõ ràng muốn đứng về phe Tiêu Chính Văn, nói cách khác nếu nhà họ Thành bắt tay với Tiêu Chính Văn và nhà họ Võ thật thì họ muốn thực hiện kế hoạch của mình cũng vô cùng khó khăn. Trước tiên không nói về thực lực của nhà họ Võ, chỉ riêng sức ảnh hưởng trong thế tục của Tiêu Chính Văn thôi cũng sẽ trở thành hòn đá chắn đường của họ. Nghe đến đây, ông cụ Thành cảm thấy cực kỳ hối hận. Ước gì ngay từ đâu mình không nên dồn hết tâm tư về bên phía đám người Khổng Tề Thiên. Tối hôm qua câu nói kia của Tiêu Chính Văn còn vang vọng bên tai cụ ta, nhà họ Thành đừng tự làm hại mình. Có lẽ từ giây phút đó Tiêu Chính Văn đã nhìn ra hành động tiếp tục của đám người Khổng Tề Thiên. Mà cụ ta lại xem lời nói ngọc vàng của Tiêu Chính Văn như gió thoảng qua tai, thậm chí còn cười nhạo Tiêu Chính Văn không biết gì. Lúc này nghĩ lại từng câu hôm qua Thành Hân Nhi nói cũng là những lời vàng ngọc. Mặc dù Tiêu Chính Văn không có lai lịch gì đặc biệt nhưng nhân phẩm của cậu ta đáng tin cậy nhất trong số những người này.
Đứng về phía Tiêu Chính Văn, dù nhà họ Thành chưa chắc đã có được lợi ích gì nhưng ít nhất sẽ không có tai họa như hôm nay. Trời ơi, đừng trách tôi nhất thời bị lợi ích làm mờ mắt, tin tưởng vào đám sói mặt người này. Ông cụ Thành nghiến răng nghiến lợi hét lên. Ha ha, ông cụ, ông là tộc trưởng của nhà họ Thành ở thế tục, lẽ nào chưa từng nghe nói đến cách làm việc của nhà họ Khổng tôi sao? Khổng Tề Thiên cười mỉa nói. Vì lợi ích, nhà họ Khổng thậm chí có thể bán đứng quân vương, bán đứng đất nước, bán đứng mọi thứ trên thế gian này, nhà họ Thành ông là cái gì chứ? Thánh huyết của Đế Tuấn là một món hời lớn đủ cho nhà họ Khổng động lòng rồi. Khổng Tề Thiên lạnh lùng nói. Năm đó Khổng Khưu vì muốn làm quan chức mà đã bán đứng bản thân của mình mới làm được một chức quan nhỏ ở Chu Vương Thất, sau đó ông ta không tiếc lừa gạt hết các môn sinh đi theo ông ta chu du khắp nơi chỉ vì muốn trốn thoát khỏi tội giết người. Nói là tham quan học tập, thật ra chẳng qua chỉ là đang trốn tránh bản án Thiếu Chính Mão bị giết, chạy trốn khắp nơi mà thôi. Sau đó cuối cùng nhà họ Khổng cũng được Lỗ Quốc xem trọng, hơn nữa còn thể hiện xuất sắc tài năng của mình, nhận được sự tin tưởng. Nhưng dù sao Lỗ Quốc cũng nằm ở nơi bốn bể phân tranh, sau đó lại là người nhà họ Khổng chủ động liên hệ với Tề Quốc bán đứng sạch sẽ Lỗ Quốc, lúc này Tề Quốc mới có thể tiêu diệt được Lỗ Quốc trong vài tháng. Mặc dù sách sử quy tội diệt Lỗ Quốc cho quốc phương Tề Quốc, nhưng không có nội gián thì ai chết trong tay ai còn chưa biết chứ đừng nói Tề Quốc tiêu diệt được Lỗ Quốc. Ngay cả chuyện bán nước cầu vinh quang mà nhà họ Khổng còn có thể làm mấy ngàn năm, vậy thì sao lại để ý đến nhà họ Thành? Phản bội nhà họ Thành, hay nói cách khác là đâm cho nhà họ Thành một nhát dao từ sau lưng quả là cách làm việc bình thường của nhà họ Khổng. Dầm, cuối cùng ông cụ nhà họ Thành chém một kiếm vào kết giới phòng vệ được bầy bố rồi lao đến giết Khổng Tề Thiên. Lúc này ông cụ Thành khí thế ngút trời, cực kỳ hung tợn, sát khí quanh người như có thực thể biến thành làn sương khói màu trắng. Đám người Tư Mã Tư chỉ khinh thường nhìn ông cụ Thành, không hề lo lắng cho an nguy của Khổng Tề Thiên. Nếu Khổng Tề Thiên chỉ có chút bản lĩnh này thì ông ta đã uống phí 5 lần luân hồi rồi. Khổng Tề Thiên, đi chết đi. Ánh mắt ông cụ Thành đầy vẻ hung dữ, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cụ ta. Ha ha, Khổng Tề Thiên ngửa đầu lên trời bật cười, ông cụ Thành, ông mất trí rồi sao, chỉ dựa vào ông mà cũng có thể phá được sách cổ ngàn năm của nhà họ Khổng. Hai, ông đúng là khiến tôi thất vọng quá. Ông ta vừa dứt lời. Vô số thẻ tre cực lớn từ trên trời rơi xuống, gần như chỉ trong thoáng chốc đã bao vây ông cụ Thành trong đó. Thấy mấy thẻ tre đó tạo ra một cái lồng nhốt, uy lực kiếm của ông cụ Thành cũng bị thẻ tre trước mặt chặn lại, lòng ông cụ Thành trùng xuống. Vội vàng giành lấy sự sống chạy khỏi vòng vây này trước khi lồng nhốt này bị thu lại. Ngay khi Khổng Tề Thiên đang định đuổi giết lần nữa, một bóng người màu đen bỗng xuất hiện trên bầu trời Thái Sơn. Nhà họ Khổng to gan. Dám tác oai tác quái ở nhà họ Thành. Cuối cùng cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 2 canh giữ trong thế tục của nhà họ Thành đã ra tay. Nhà họ Tư Mã, nhà họ Khổng, các người không nên có ý đồ xấu với nhà họ Thành bọn tôi. Bóng người đó chậm rãi đi đến, uy lực bao phủ khắp Thái Sơn. Ông cụ Thành nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen, còn người hơi co rút lại, vì người này chính là cụ tổ đời thứ 3 của nhà họ Thành, tên là Thành Hạo. Năm đó cũng từng đi theo Tiết Nhân Quý chinh chiến về phía đông. Không ngờ người nhà họ Thành trấn giữ trong thế tục thế mà lại là người có danh tiếng nhất này. Nhưng tiếc là Thành Hạo đã không có sức chiến đấu như lúc đầu nữa, bây giờ chỉ đành miễn cưỡng nâng cao cảnh giới lên nhân vương cấp 2. Ngay khi ông ta xuất hiện, một bóng người cũng bay đến với tốc độ ánh sáng, nhoáng cái đã xuất hiện ở phía đối diện với Thành Hạo. Thành Hạo, thảo nào mấy ngàn năm nay. Ngoài lãnh thổ không tìm thấy bóng dáng của ông, hóa ra đã bị thương nặng từ sau khi cuộc hành quân, vẫn luôn trốn ở Thái Sơn. Nhưng tiếc là chỉ dựa vào một mình ông đã không còn sức cứu vãn nữa rồi, kết cục của nhà họ Thành cũng sẽ không thay đổi chỉ vì có ông ở đây, nếu tôi là ông thì sẽ không xuất hiện. Quảng Lăng Tử chắp tay ra sau lưng, mắt lóe lên hai tia sáng nhìn về phía Thành Hạo. Phía sau hắn có Cửu U Cung chống lưng, dĩ nhiên sẽ không xem Thành Hạo ra gì. Có thể nói một hai cao thủ cảnh giới nhân hoàng đã không thể thay đổi kết cục của nhà họ Thành rồi. Dù người có danh tiếng lừng lẫy như Thành Hạo xuất hiện cũng chỉ tăng thêm thương vong thôi. To gan, sau khi Thành Hạo tức giận hét lên, khí tức quanh người ông ta lại tăng lên,
một phương trời này núi lở đất nứt, dung nham dữ dội, như thể trải qua ngàn kiếp nạn. Ầm, một tiếng sấm vang lên khắp bầu trời, sau đó cả bầu trời Thái Sơn đều nghe tiếng sấm chớp, cộng thêm mưa gió khá lớn. Với khí tức ngang ngửa uy lực trời đất này, ngay cả Tư Mã Tư cũng không khỏi nhíu mày. Sắc mặt Khổng Tề Thiên cũng trở nên khó coi. Nhưng Quảng Lăng Tử lại cười mỉa lắc đầu. Quảng Lăng Tử, năm đó Huệ Mi các cậu phản bội nữ đế, nếu không nhờ nhà họ Thành tôi gắng hết sức bảo vệ, các cậu đã bị đời sau của nữ đế giết sạch rồi. Thành Hạo chỉ vào Quảng Lăng Tử, tức giận không thể phát tiết mắng. Từ đầu tới cuối, nhân vật thần bí của Cửu U Cung đều không nói gì, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Thành Hạo. Thành Hạo vừa nói dứt lời, đột nhiên có một ánh kiếm giống như mặt trời giữa buổi ban chưa lóe lên, lao thẳng về phía Thành Hạo như muốn đoạt mạng. Ánh kiếm đó va đụng tại một điểm với kiếm ảnh trong tay Thành Hạo, ngay tức thì, một cỗ khí tức long trời lở đất tỏa ra khắp bốn phía. Những tảng đá lớn có tuổi đời cả chục nghìn năm bên trên Thái Sơn gần như đều hóa thành cát bụi chỉ trong nháy mắt, cả mặt đất đều đang lún xuống dưới. Lúc này, Thành Hạo vô cùng hùng mạnh, nhưng suy cho cùng cũng bị trọng thương chưa lành, nên chỉ vừa mới ra tay, khí tức của Thành Hạo đã bị áp chế luôn. Khoảnh khắc này, ánh kiếm ngút trời đã thay thế cho ánh mặt trời buổi ban trưa, bao trùm lấy cả Thái Sơn vào bên trong. Chỉ với một chiêu, Thành Hạo đã rơi vào thế yếu. Nhân vật thần bí của Cửu U Cung xuất chiêu quá lạnh lùng, dù là trong mắt một người đã trải qua vô số cuộc đại chiến như Thành Hạo thì vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Vô số ánh kiếm bao trùm xuống, dù là đại trận phòng hộ của Thái Sơn thì cũng bắt đầu lay chuyển muốn sụp đổ dưới thế tiến công cường đại của vô số kiếm ảnh. Không ổn, mau đi! Thành Hạo ngay lập tức cảm nhận được khí tức chết chóc đang ép về phía mình. Thành Hạo vươn mình lao dậy rồi bay về phía tây nam. Thế nhưng không để cho những người khác hoàn hồn trở lại, vô số ánh kiếm đó đã phá được kết giới phòng ngự bên trên Thái Sơn, những nơi mà ánh kiếm lướt qua, không chỉ có người hay gia súc mà ngay tới đá núi cả chục nghìn năm cũng bị chém thành rất nhiều đoạn chỉ trong nháy mắt. Phụt, lúc ông cụ Thành đang tập trung quan sát Thành Hạo giao đấu cùng với nhân vật thần bí kia, một tia kiếm ảnh xuyên thẳng qua cơ thể cụ ta. Khi cụ ta cúi đầu nhìn xuống, cơ thể đã bị chém thành nhiều đoạn. Vô số tia máu đang chậm rãi rỉ ra từ trong da thịt, cậu, mãi tới cuối cùng, ngay tới một câu chửi rủa ông cụ Thành cũng chưa thể nói xong đã hóa thành một đống thịt vụn, chết ngay tại chỗ. Mà đám đệ tử nhà họ Thành thậm chí ngay cả kêu gào cũng chẳng thể thốt nên lời đã chết hết trên đỉnh Thái Sơn. Máu đỏ hôi tanh men theo sườn núi chảy xuống tận chân núi, nhuộm hết toàn bộ mặt đất tòa nhà họ Thành thành sắc máu. Ha ha ha, nhìn những cái xác nằm la liệt trên mặt đất. Mấy người Quảng Lăng Tử cứ thế lên tiếng cười gần đầy thâm độc. Chỉ nửa tiếng đồng hồ, cả nhà họ Thành, ngoại trừ Thành Kế Hào và Thành Hân Nhi ra thì chẳng một ai còn sống sót. Mà mấy tòa thành lớn bên cạnh Thái Sơn cũng lần lượt sụp đổ. Tin tức nhà họ Thành ở Thái Sơn bị người ta tiêu diệt hết toàn bộ chỉ trong vòng một ngày vừa mới truyền ra đã khiến cho cả võ tông kinh hãi. Các tông môn lớn gần như hoảng loạn. Thậm chí ngay cả thế lực bốn phương còn lại của năm đại danh sơn cũng bắt đầu khiếp sợ bất an. Bởi vì từ lúc nhà họ Thành bị tiêu diệt, cả Thái Sơn đã bị bao vây bởi một luồng khí tức, xung quanh dù là muông thú hay cỏ cây hoa lá thì gần như đều tàn lụi khô héo hết toàn bộ chỉ trong vòng một đêm. Đây là một luồng khí tức thảm khốc không thua kém gì so với địa ngục. Mà người bên trong thế tục càng hốt hoảng, hơn nữa có không ít du khách tới Thái Sơn du lịch lần lượt bị mất liên lạc. Chỉ cần là người đặt chân vào khu vực đó thì sẽ một đi không trở về, sống không thấy người chết không thấy xác. Sao lại như vậy, nhóm nhỏ thăm dò mà chúng tôi cử đi sao vừa mới đặt chân vào khu vực đó đã hoàn toàn mất liên lạc rồi. Trong một quân doanh cách Thái Sơn 400 dặm, một sĩ quan thượng tướng lau mồ hôi lạnh trên trán, không dám tin lẩm bẩm. Nhóm nhỏ đó từng hoàn thành vô số nhiệm vụ khó khăn, thế nhưng trước giờ vẫn chưa từng xảy ra chuyện giống như vậy. Cả nhóm nhỏ 30 mấy cao thủ ở cảnh giới thiên vương thậm chí ngay tới một tín hiệu cầu cứu cũng chưa thể phát ra đã mất liên lạc. Bất luận cậu là ai, bày bố đại trận phục giết khủng bố như vậy ở trong thế tục thì cũng hơi quá rồi. Giang sơn của Hoa Quốc này không chỉ thuộc về thế tục mà còn thuộc về mấy hoàng tộc lớn chúng tôi, lẽ nào cậu điên cuồng tới độ không thèm coi đế vương các chúng tôi ra gì rồi sao? Trở về hỏi người sau lưng cậu, Triệu Khang vẫn chưa nói hết câu. Chỉ thấy một ánh kiếm lóe lên từ trong Thái Sơn, chỉ trong nháy mắt,
cơ thể của Triệu Khang đã hóa thành vô số vụn thịt rơi từ trên không xuống dưới. Vốn dĩ ông ta chỉ muốn tận dụng cơ hội để khẳng định lại uy danh của nhà họ Triệu ở trong thế tục, dùng chiêu thức của đế vương các để dọa sợ đối phương. Như vậy thì cũng có thể đổi lại một chút ảnh hưởng bất lợi cho Tiêu Chính Văn. Thế nhưng toàn tính như ý của ông ta vẫn là công cốc, không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả mặt của đối phương cũng chưa được thấy đã bị một nhát kiếm chém thành thịt vụn luôn rồi. Ngay tức thì, cả võ tông đều trở nên yên tĩnh, năm đại danh sơn đã hoàn toàn sững sờ. Tần Vũ vẫn luôn quan sát sự việc phát triển cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa ngu người. Triệu Khang cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2, hơn nữa còn xuất thân từ trong hoàng tộc lại bị đối phương nhẹ nhàng chém chết chỉ với một nhát kiếm. Điều này đã nói lên rằng đối phương căn bản không sợ đế vương các, thậm chí ngay cả thiên đạo minh ước cũng chẳng buồn coi ra gì. Chỉ riêng cỗ khí thế này thôi cũng đủ để trấn áp bốn phương rồi. Đặc biệt là mấy người Triệu Kế Hồng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì càng sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh. Triệu Khang có thể nói là chỗ dựa duy nhất của mấy người bọn họ, kết quả ông ta cũng bị người ta chém chết, đối phương thậm chí còn chẳng thèm tiết lộ họ tên, điều này nói rõ cái gì? Bối cảnh và lai lịch của đối phương rất có khả năng cực kỳ dọa người. Cậu bạn, cậu làm hơi quá rồi. Thế tục không thể do mình cậu kiểm soát được đâu. Lúc này, trong hư không, một thân ảnh vô cùng cao lớn bất chợt xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng vô tình của Hận Thiên nhìn về phía Thái Sơn. Mặc dù bản thân Hận Thiên vẫn ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng bên trong thế tục đột nhiên xuất hiện tử khí nồng đậm như vậy, ông ta cũng cảm nhận được hết. Ồ, ngay cả huyết tộc cũng tới góp vui rồi à? Tần Vũ không khỏi hơi nhíu mày. Rõ ràng, Hận Thiên không có khả năng có được tin tức của Tiêu Chính Văn để trở về giúp đỡ mà là cảm nhận được tử khí phát ra từ phía Thái Sơn, nên mới ảnh xả tới thế tục. Ông Triệu, nếu như lúc này còn không ra tay thì sẽ bị người đời xem thường mất. Dù gì Hận Thiên của huyết tộc cũng lộ diện rồi, mà chúng ta lại, Thiên Hà đạo quân uất hận liếc nhìn hư ảnh của Hận Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Thủ đoạn này của Hận Thiên quả thực quá cao tay, ông ta thực tế vẫn đang ở vùng ngoài lãnh thổ xa xôi, dù đối phương là cao thủ ở bậc cảnh giới nào thì cũng không thể chém chết cao thủ vùng ngoài lãnh thổ chỉ với một nhát kiếm ngay trong thế tục. Ngay cả cao thủ cảnh đế cũng không thể vượt qua bức chắn đó được. Thế nhưng bọn họ thì lại khác, mấy người bọn họ đều ở trong thế tục, hơn nữa còn đại diện cho năm đại danh sơn. Nếu như bọn họ không ra tay, vậy thì kết quả sẽ bị hàng chục nghìn người phỉ nhổ. Ra tay, chúng ta có tư cách này sao? Triệu Kế Hồng đi qua đi lại, nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Thiên Hà đạo quân, ông không biết đó thôi. Những người giết người nhà họ Thành ở Thái Sơn lần này đều xuất thân từ Cửu U Cung. Ngay cả cụ tổ ba đời Thành Hạo của nhà họ Thành cũng bị ép phải tháo chạy. Theo như tôi biết, mấy nghìn thành viên nhà họ Thành gần như đã bị giết sạch chỉ trong nháy mắt. Ngay cả cao thủ như Triệu Khang cũng không chống đỡ nổi uy lực từ nhát kiếm này của đối phương. Chúng ta, Triệu Kế Hồng nói tới đây thì không ngừng lắc đầu, thời điểm này đứng ra ngoài thì có khác gì nộp mạng đâu cơ chứ. Giữa danh tiếng và tính mạng, đương nhiên là tính mạng quan trọng hơn rồi. Dù gì Cửu U Cung cũng quá đỗi thần bí, thậm chí tính tới hiện tại, căn bản không ai biết bọn họ tới từ đâu, thuộc về thế lực lớn phương nào. Thế nhưng thực lực của Cửu U Cung cũng quá rõ ràng, tuyệt đối không phải là thứ mà mấy cao thủ nhân hoàng cấp 1 như bọn họ có thể ứng chiến. Hơn nữa, Triệu Kế Hồng thực sự không gánh vác nổi tội danh gây họa cho Tung Sơn. Động tới Cửu U Cung, đối với Tung Sơn mà nói có khác gì tìm đến cái chết đâu. Lẽ nào ông Triệu thật sự không định, không đợi Thiên Hà đạo quân nói hết câu, Triệu Kế Hồng đã liên tục xua tay, nói tuyệt đối đừng có bất cứ tâm lý gặp may nào, đó là Cửu U Cung. Đừng nói là ông hay tôi, dù là người của Thiên Đạo Minh Ước thì bọn họ cũng sẽ giết thẳng tay. Mấy người Thiên Hà đạo quân nghe vậy thì cũng không khỏi thở dài, xem ra thế tục cũng sắp bị Cửu U Cung chiếm đóng rồi. Hoa quốc, không thoát nổi đâu. Vào khoảnh khắc Triệu Kế Hồng vừa dứt câu, vùng ngoài lãnh thổ cũng truyền tin tới. Trận đại chiến giữa đế vương các và Cửu U Cung đã sắp bắt đầu, hơn nữa lần này, ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng ra tay rồi. Đôi bên dương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng tới dị thường. Mà lần này, Cửu U Cung rõ ràng đã có chuẩn bị từ lâu, không chỉ liên kết với hai thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ là Thiên Đạo Minh Ước và Đế Vương Các cùng một lúc mà còn cử cao thủ tới thế tục. Thế nhưng vô cùng may mắn là người của Cửu U Cung gần như không có hứng thú với các thành phố lớn của Hoa Quốc,
chỉ công chiến mỗi Thái Sơn mà thôi. Vào lúc mấy người Triệu Kế Hồng đồng loạt thở dài, chỉ thấy một tia sáng màu đen lóe qua, thân ảnh rất lớn vốn dĩ vẫn ở giữa hư không lập tức bị giết chết. Ngay cả hư ảnh của Hận Thiên cũng bị đối phương giết chết chỉ với một nhát kiếm, điều này càng khiến cho mấy người Triệu Kế Hồng thêm chùn bước hơn. Đối diện với cao thủ như vậy, bọn họ đâu thể tùy ý khiêu khích. Rõ ràng đối phương căn bản không sợ gì cả, thậm chí ngay cả thể diện của huyết tộc cũng chẳng buồn bận tâm. Nhát kiếm tung về phía Hận Thiên mặc dù chỉ chém vào hư ảnh của ông ta, đối với bản thân Hận Thiên mà nói thì căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì, thế nhưng điều này đã thể hiện rõ thái độ của Cửu U Cung rồi. Bất luận là ai, dám ngăn cản Cửu U Cung thì đều phải chết. Lúc này, Thái Sơn trước kia phong cảnh như vẽ lại phát sinh biến hóa cực lớn. Bên trong phạm vi 100 dặm, vòm trời như máu, gió đen thổi không ngừng. Mặt đất nứt ra một cái hố lớn sâu cả trăm trượng, kéo dài hết cả Thái Sơn. Dù đang là ban ngày, đứng cách rất xa cũng có thể nghe thấy những tiếng ma than khóc đầy oán thán. Ngay cả không khí cũng mang theo một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Lúc này, hai người Long Hình và Long Ngao nhìn Thái Sơn bị cỗ khí tức khủng bố này chiếm cứ thì cũng vội vàng tiến về phía Thái Sơn. Thế nhưng hai người họ vẫn chưa kịp tiếp cận Thái Sơn thì đã bị một bức tường khí màu đen chắn ngang đường. Phá quân, Long Trảm, Long Ngao phẫn nộ gầm lên, rút kiếm chém về phía bức tường khí màu đen đó. Thế nhưng lại bị một cỗ sức mạnh cường đại cắn trả, cứ thế bị trọng thương. Nhìn thấy Long Ngao hộc máu bay ra, Long Hình phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi tung cú đấm ra. Nhưng cú đấm kinh người đó lại đánh ngược trở lại, đập mạnh lên trên lồng ngực của Long Hình. Khụ, Long Hình lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Long Hình, Long Ngao, vào lúc hai người vừa bị trọng thương mà ngã xuống đất, hư không bất chợt trở nên rúng động, ngay sau đó, thân ảnh của Long Nguyệt đã lao ngay ra phía trước. Đừng, Long Nguyệt, không được. Với thực lực của chúng ta thì căn bản không phá được bức tường khí này đâu. Mau đi, chỉ có đợi Long Vương trở về, mau, hai người Long Ngao và Long Hình vội vàng kéo lấy Long Nguyệt. Bức tường khí màu đen nhìn có vẻ đơn giản trước mắt rõ ràng quá mức khủng bố, ngay cả hai người bọn họ hợp lực cũng chẳng thể làm tổn hại dù chỉ một chút, ngược lại bản thân còn bị trọng thương. Nếu như Long Nguyệt ra tay thì chắc chắn cũng sẽ bị đáp trả. Mặc dù mấy người bọn họ đã xem nhẹ chuyện sống chết từ lâu, thế nhưng lúc này, bên trong thế tục buộc phải có cao thủ chấn giữ, nếu không một khi có biến thì Hoa Quốc sẽ chẳng thể chống chọi được. Ngay cả mấy người Long Hình cũng bị trọng thương, lúc này, bên trong lãnh thổ Hoa Quốc gần như chỉ toàn là những tiếng oán than đầy tuyệt vọng. Chưa nói tới chuyện Võ Tông và năm đại danh Sơn căn bản không có gan ra tay, dù bọn họ không màng sống chết giết về phía Thái Sơn thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Dù gì thực lực của Cửu U Cung cũng phơi bày ra đó, ngay cả cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 2 căn bản cũng không trụ nổi sau nhát kiếm này của đối phương. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều gửi gắm hết hy vọng cuối cùng lên trên người Tiêu Chính Văn. Lý Chính Đạo cũng đang nhìn về phía Thái Sơn, siết chặt hai tay thành nắm đấm. Thế tử, tuyệt đối không được kích động, thực lực của Cửu U Cung cực kỳ khủng bố. Dù chúng ta có đầu lìa khỏi cổ thì cũng chưa chắc có thể làm đối phương bị thương dù chỉ một chút. Hừ, nhà họ Lý chúng tôi nào có thể nhẫn nhịn để cho bọn chúng muốn gì làm đấy như vậy. Lý Chính Đạo không cam tâm gầm lên một tiếng. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tia sáng màu vàng lấp lánh chợt bao phủ lấy cả khoảng trời. Cả bầu trời đều nhuốm trọn ánh vàng rực rỡ. Thiên hạ vốn dĩ chính là thiên hạ của tất cả mọi người, chỉ Cửu U Cung thôi thì sao có thể lộng hành ở thế gian. Lúc này, một cô gái tuyệt sắc mặc long bào, đầu đội kim quan, uy phong tuyệt đỉnh chắp một tay sau lưng, đứng giữa hư không, lạnh lùng nhìn về phía Thái Sơn. Tất cả mọi người gần như đưa mắt nhìn ra cùng một lúc, đó chỉ là một ảo ảnh, thế nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng uy nghiêm. Chỉ thấy cô gái tuyệt sắc đó giơ tay lên, tử khí xung quanh Thái Sơn cùng đồng loạt tản đi hết. Vòm trời như máu cũng khôi phục lại hình ảnh vốn có. Cùng lúc này, nhân vật thần bí kia của Cửu U Cung lại lên tiếng nói, nữ đế. Võ, Lan, Anh, Võ Lan Anh. Nghe thấy ba chữ này, gần như tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Ở trong truyền thuyết, hoặc là ở trong sử sách, nữ đế vẫn luôn là hình tượng hại nước hại dân, sao có thể dũng cảm đứng ra vì Hoa Quốc cơ chứ? Mà ở bên trên Thái Sơn, mấy nhân vật thần bí của Cửu U Cung dường như cũng hết sức kiêng dè nữ đế. Lần này e rằng sẽ không thuận lợi như vậy nữa.
Sao bà ta lại đột nhiên hiện thân? Nghe thấy lời này, Quảng Lăng Tử không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nhân vật thần bí kia, nói ý của ông là, với thực lực của ông cũng chẳng thể câm mồm. Thân ảnh màu đen đó mạnh mẽ đứng bật dậy mà quát tháo. Cùng với sự xuất hiện của nữ đế, bên trong lãnh thổ Hoa Quốc, các danh sơn lớn gần như cùng lan tỏa ra từng màn xương khí màu trắng. Những xương khí này bay vút lên cao cho tới tận 9 tầng mây. Không ít kẻ lão làng trong võ tông vừa nhìn đã nhận ra màn xương khí màu trắng đó chính là chân khí của Long Mạch. Điều này nói lên rằng nữ đế đã có được sự thừa nhận của đất trời từ lâu, hơn nữa cũng nhận được sự thừa nhận của Long Tộc. Đồng thời, những lời lẽ sỉ nhục nữ đế kia cũng biến mất ngay theo đó. Khoảnh khắc này, không chỉ có Hoa Quốc đang quan tâm tới chuyện này mà ngay cả thế lực các phương như Âu Lục và Mỹ Lục cũng đang lo lắng nhìn về phía Hoa Quốc. Dù xuất phát từ đạo nghĩa hay là từ lợi ích của thế lực các phương thì cũng không một ai hy vọng Cửu U Cung độc tôn bên trong thế tục. Thế nhưng ngoại trừ Hoa Quốc ra thì thế lực các phương khác căn bản cũng không đủ sức đối kháng với Cửu U Cung. Thực lực của đối phương phơi bày ra đó, nhân hoàng cấp 2 cũng không đỡ nổi một nhát kiếm của đối phương, điều đó nói lên rằng thực lực của đối phương sâu không thể lường. Mà lúc này, sự xuất hiện của nữ đế lại trấn áp được tử khí đang bao trùm kia chỉ trong một lần vung tay. Hơn nữa, bên phía Cửu U Cung lại chưa ra tay, điều này đủ để nói lên rằng đối phương cực kỳ kiêng dè nữ đế. Vào khoảnh khắc mọi người đang ngập tràn hy vọng, chỉ thấy một bóng dáng màu đen đột nhiên lao khỏi Thái Sơn nhắm thẳng vào nữ đế. Sau lưng hắn là gió đen và khí tím, thậm chí ngay cả những nơi hắn đi qua đều ngập tràn tuyệt vọng. Đây là trận pháp sinh tử vô thượng, đừng nói là mấy người trong thế tục chưa từng được thấy. Ngay cả không ít cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu U Cung, bọn họ rốt cuộc từ phương nào? Lẽ nào thật sự danh xứng với thực, đến từ địa ngục Cửu U hay sao? Võ Lan Anh, bà quả thực rất ghê gớm, thế nhưng đáng tiếc bà đã là quá khứ từ lâu rồi, hiện tại cũng chỉ là chút tàn niệm mà thôi. Người thần bí của Cửu U Cung lắc đầu thở dài, rõ ràng hắn cũng cực kỳ tôn trọng nữ đế, thế nhưng trong lời nói vẫn mang theo mấy phần khinh thường. Dẫu sao đây không phải bản thân nữ đế, chỉ là chút tàn muộn mà thôi. Nếu tôi tự mình đến thì cậu đã đầu rơi xuống đất lâu rồi. Nữ đế chắp một tay sau lưng kiêu ngạo đứng đó, khí thế kiêu ngạo nhìn xuống bên dưới. Người đời chỉ biết hoàng đế Lan Anh âm mưu chiếm ngai vàng nhưng lại không biết năm đó nữ đế làm tất cả mọi thứ chỉ để làm Hoa Quốc hưng thịnh trở lại. Hơn nữa bản thân nữ đế cũng không tầm thường như sách sử đã nói, theo những ghi chép không chính thức. Nữ đế có quan hệ thân thiết với Cửu Thiên Huyền Nữ. Thậm chí cả tượng đá của Đôn Hoàng cũng cực kỳ giống như nữ đế. Năm đó đối mặt với các nước láng giềng mạnh, nữ đế vẫn có thể dùng bản lĩnh phi thường, hơn nữa chưa từng thất bại, điều này có thể chứng minh được vấn đề rồi. Nếu nữ đế đã ở đây thì đừng nói là một tay sai của Cửu U Cung nhỏ bé, dù có là thiên đạo minh ước cũng phải kính nể bà ấy. Lý Chính Đạo ngẩng đầu lên nhìn nữ đế ở trên trời. Tôn kính nói. Cũng chỉ có người nhà họ Lý mới biết năm đó nữ đế bá đạo thế nào. Vì muốn trả thù cho Thái Tông mà nữ đế đã đích thân ra lệnh cho Tô Định Phương san bằng nước cao, giết hết cao thủ lúc bấy giờ, hơn nữa từ đó về sau, nước cao luôn làm người hầu của Hoa Quốc. Lúc giết hết thổ phiên, máu nhuộm đỏ cả vương cung, ép thổ phiên 100 năm sau vẫn chịu sự thống trị của đại đường. Đó mới là dáng vẻ kiêu ngạo thật sự. Mới là vương quốc hưng thịnh. Mà bản thân nữ đế cũng từng đánh bại rất nhiều cao thủ muốn ám sát bà ta, trong số những người này có không ít đế cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nhưng đám người này chẳng có cơ hội giãy giụa khi ở trước mặt nữ đế. Tôi phải công nhận rằng nếu bà còn sống thì tôi thậm chí không có tư cách nói chuyện với bà ở đây, nhưng cuối cùng bà vẫn chết rồi. Hơn nữa khi chết bà còn mang tai tiếng hàng ngàn năm. Có thể thấy người ở thế tục ai cũng đều có thù tất báo, vì mấy đám người đã mắng nhiếc bà mấy ngàn năm nay mà làm thế có đáng không? Người bí ẩn của Cửu U Cung cười mỉa nói. Chấp sự hắc bào, nói mấy lời thừa thãi với bà ta làm gì, mau chóng giết bà ta đi, Quảng Lăng Tử căng thẳng nhìn hai người ở trên không trung, gấp gáp nói. Nếu bị nữ đế giết ngược lại thì cùng lắm hắc bào sẽ quay về Cửu U Cung ngoài lãnh thổ, nhưng Quảng Lăng Tử hắn đừng mong có thể quay về Huệ Mi nữa. Dù sao chuyện liên quan đến thanh danh của Huệ Mi, thành công thì hắn sẽ là người có công với Huệ Mi,
nhưng một khi thất bại Huệ Mi sẽ không do dự đổ hết mọi tội lỗi lên người hắn. Đến lúc đó hắn không còn chỗ đứng trong thế tục nữa, ngoài lãnh thổ cũng sẽ không có nơi cho hắn dung thân. Tôi làm gì còn phải đợi cậu dạy bảo sao? Hắc Bào quay phát lại, đôi mắt toát ra tử khí lạnh lùng nhìn Quảng Lăng Tử. Khiến Quảng Lăng Tử sợ hãi toát mồ hôi lạnh vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói nửa chữ không. Ngay khi Hắc Bào quay sang nhìn Quảng Lăng Tử, nữ đế phất ống tay áo rộng lên. Không gian phía sau bà ta xuất hiện một vết nứt như bị chém nứt, chỉ thấy thủy triều vô tận dâng lên từ trong vết nứt đó, có một lá cờ lớn khắc chữ Chu được cắm ở đầu thủy triều. Nữ đế vung tay, lá cờ chữ Chu đó đã nằm trong tay bà ta. Lúc này thủy triều dâng lên trong vết nứt giữa không trung phía sau bà ta cũng thay đổi rõ rệt. Chỉ thấy trong cơn thủy triều đó như có một cái đầu rồng từ từ ngước lên, thủy triều đó cũng lập tức ngưng tụ thành một con rồng nước. Khi nữ đế giơ cây cờ lên, một luồng khí tức đế vương cực kỳ thanh thuần bao phủ lấy nơi đó, con rồng nước như có linh trí đột nhiên mở mắt ra. Con người màu lam nhạt vô cùng uy nghiêm, nhìn đám người bên dưới. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả người võ tông và trong thế tục đều sợ đến mức toát cả mồ hôi. Nhất là Lý Chính Đạo ngạc nhiên nhìn chằm chú nữ đế trong không trung, kinh hãi nói, Chân Long. Bà ấy thế mà lại là Chân Long. Sao lại có chuyện này được, nếu bà ấy là Chân Long sao lại bị Lý Phong Cơ, như có câu nói, thiên tử là mệnh, không thể chạm vào mệnh trời. Bất kể là Chân Long xuất thế thì chắc chắn nó cũng là sự tồn tại vô địch trong thế gian, còn nữ đế chính là rồng thật biến hóa, sao lại bị hại chết bởi âm mưu của Lý Phong Cơ được. Hai, ông cụ đứng phía sau Lý Chính Đạo khẽ thở dài nói, đao kiếm giơ lên, người dân phải chịu lầm than. Nói rồi ông cụ cung kính ngẩng đầu lên nhìn nữ đế trong không trung, cúi người lạy một lạy. Hắc Bào cũng ngạc nhiên không kém, không dám tin nhìn nữ đế nói, bà thế mà lại là thiên tử chân mệnh, có Chân Long trong tay. Xoẹt, đáp lại hắn chỉ là lá cờ chữ Chu trong tay nữ đế. Lá cờ chữ Chu bay phất phới. Khí túc đế vương đó dường như ngưng tụ thành thực thể, đòn tấn công này như muốn phá tan núi sông. Hắc Bào không dám xem thường, vội vàng giơ một thanh kiếm dài màu vàng đen, sau khi một luồng sáng lóe lên trên lưỡi kiếm, từ khi vô biên bao phủ lấy Hắc Bào. Sau đó một con chim ưng màu đen tuyền sải cánh đến, khí tức không hề thua gì khí tức đế vương của nữ đế. Nếu chim ưng và rồng nước chạm vào nhau trong không trung, cả Hoa Quốc đều biến thành gạch ngói vụn. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, nữ đế hơi giơ một cánh tay lên. Con chim ưng đen tuyền đó lập tức thu nhỏ lại như một quả bong bóng xì hơi, chỉ thoáng chốc đã biến thành một chấm đen. Đòn tấn công đáng sợ như thế lại bị nữ đế hóa giải dễ dàng. Nếu 1000 năm trước, tôi ra tay đánh cậu thì sẽ bị người khác nói thành ăn hiếp kẻ yếu, nữ đế cầm lá cờ chữ Chu, vẫn bình tĩnh nói. Như nữ đế nói không chỉ là người bình thường trong thế tục sẽ không nghi ngờ gì, ngay cả người của võ tông cũng phải thầm nói đúng thế. Dù sao thực lực của Hắc Bào cũng đã rõ như ban ngày, cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2, thậm chí còn không đỡ được một chiêu của hắn. Nhưng lúc này nữ đế chỉ dùng suy nghĩ, giơ tay lên đã hóa giải sát chiêu của hắn một cách dễ dàng, thế thì ai còn dám xem thường nữ đế? Ai còn dám nghi ngờ chất vấn nữ đế? Soạt! Lá cờ chữ Chu phất về phía trước như một thanh giáo dài đâm về phía Hắc Bào. Một luồng sáng chỉ lớn bằng ngón tay cái lao thẳng về phía Hắc Bào. Khoảnh khắc vừa rồi khi nữ đế đỡ được sát chiêu của hắn, Hắc Bào đã cảm thấy chấn động, lúc này càng không dám sơ suất. Keng, hai tay Hắc Bào nắm chặt lấy thanh kiếm vàng đen, sau đó đỡ lấy luồng sáng trông có vẻ yếu ớt này. Bùm! Thanh kiếm dài trong tay hắn chạm vào luồng sáng đó lập tức phụt ra khỏi tay rồi văng ra xa. Sau đó Hắc Bào cũng bị đánh bay ra ngoài. Một nửa cơ thể của hắn bị nổ tung thành từng mảnh, một vết máu đen vẫn chảy xuống dọc theo vết thương. Lúc này tất cả mọi người đều ngây ngốc, vừa rồi còn bình thường đứng đó mà Hắc Bào đã bị đánh đến mức chảy máu tại chỗ. Đây là khí tức long mạch mà người ta nói đó sao? Hắc Bào nghiến răng hỏi. Cậu cũng biết đến khí tức long mạch à? Đánh nhau với cậu tôi không cần dùng đến sức mạnh của long mạch, nữ đế cực kỳ tự tin kiêu ngạo đứng đó. Khí tức long mạch là thiên tử chân mệnh, có thể sử dụng bất kỳ một con long mạch nào của Hoa Quốc, dựa vào sức mạnh của long mạch để áp chế dân chúng.
chỉ là bất kỳ một vị đế vương nào cũng sẽ không động đến sức mạnh này dễ dàng. Một mình hắn đúng là không đủ tư cách, nếu tôi đánh với hắn thì sao? Lúc này trong bóng tối một người có vóc dáng cao lớn bước ra, khi người ta gỡ mặt nạ xuống dường như cả Hoa Quốc đều vang lên tiếng xì sầm. Aizen Zoro, Fulon, thậm chí có khá nhiều người gọi luôn tên của ông ta. Cũng là hoàng tộc, cũng là đế vương trong truyền thuyết, nhưng sao ông ta lại có thể trở thành một thành viên của Cửu U Cung chứ? Chỉ là so với nữ đế, trên người ông ta có khá nhiều tà khí chứ không phải khí tức chân long. Ông, nữ đế lạnh nhạt nhìn Fulon, không có một chút oán hận mà lại toát ra sát khí như gặp phải kẻ thù. Đúng thế, là tôi. Mọi người đều là hoàng tộc, nhưng bà lại không có xác thịt, chỉ là một ý nghĩ còn sót lại mà có thể thắng được sao? Fulon cười gằn nhìn nữ đế. Tên giặc to gan, cướp Hoa Quốc của ta. Mấy ngàn năm, Hoa Quốc sao có thể là thứ các ông có thể cướp đi được? Nói rồi khí tức đế vương quanh người nữ đế càng mạnh hơn, con rồng nước đó cũng càng thêm sinh động. Ngược lại bên phía Fulon, khí tức đế vương đó giảm bớt, khí tức quanh người lại thêm mấy thêm tà ác. Quả nhiên nhà họ Aizen Zoro không được trời đất công nhận, càng không được long tộc công nhận, Lý Chính Đạo trầm giọng nói. Nhưng cho dù Fulon có còn khí tức đế vương hay không cũng đã chiếm được thời cơ. Hắc bào trước đó bị thương nặng cũng nhanh chóng hồi phục lại, cùng Fulon tựa vào nhau tạo thành một thế giác công bao vây nữ đế trong đó. Thấy hai cao thủ muốn kết hợp nghênh chiến với ý niệm còn sót lại của nữ đế, mọi người không khỏi lo lắng. Nữ đế liệu có thể thắng được không? Tần Vũ nãy giờ luôn quan sát tình hình lau mồ hôi lạnh trên trán lẩm bẩm. Bà ta thật sự có thể ứng chiến với hai vị cao thủ chỉ bằng tàn niệm ư? Tư Mã Tư nheo mắt, nhìn chằm chằm vào nữ đế uy phong bên bầu trời, cau mày nói. Đều xuất thân từ hoàng tộc, đều mang dòng máu hoàng tộc. Nhưng Tư Mã Tư chắc chắn rằng Tư Mã Viêm không có dũng khí như nữ đế. Càng không thể ứng chiến với hai vị cao thủ bằng tàn niệm. Giữa nữ đế và Cửu Thiên Huyền Nữ có mối quan hệ nào đó, hơn nữa, bà ta không hề kinh khủng như trong sử sách, bà ta là người được trời đất công nhận. Cho nên, người nhà họ Võ khác xa với người nhà họ Tư Mã các người, Khổng Tề Thiên nói với vẻ vô cảm. Ông nói cái gì? Nghe vậy, Tư Mã Tư tức giận đứng bật dậy. Nhìn chằm chằm Khổng Tề Thiên với đôi mắt đỏ như máu. Sự thật sẽ chiến thắng lời bao biện, dù sao trên người Võ Anh Hào cũng có khí chất ngay thẳng. Cậu có không? Trên mặt Khổng Tề Thiên hiện lên vẻ giễu cợt, sau đó nói tiếp, nhà họ Tư Mã các người được lợi bất chính, vì vậy, một khi Tư Mã Viêm chết thì thiên hạ sẽ chia năm xẻ bảy. Kẻ cướp ngôi không có tài đức, không được trời đất công nhận, càng không thể dùng được sức mạnh của Long Mạch. Lẽ nào trưởng lão nhà các cậu chưa nói điều này với cậu sao? Khổng Tề Thiên liếc nhìn Tư Mã Tư với vẻ khinh thường. Ông, Tư Mã Tư chỉ vào Khổng Tề Thiên, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Kẻ thù lớn trước mặt, chúng ta nhất định phải bỏ đi hiềm nghi trước mắt, cùng chống lại kẻ thù mới phải, Quảng Lăng Tử vội vàng tiến lên khuyên ngăn. Hừ, nhà họ Tư Mã, nhà họ Triệu, cả gia tộc Aizen Zoro đều là hoàng tộc giả. Vậy mà có một số người muốn sánh vai với nữ đế, thật không biết lượng sức mình. Cũng may, nhà họ Khổng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước, nếu không, hôm nay nhất định sẽ thất bại thảm hại. Tôi đã nói từ trước rồi, trong giới thế tục Hoa Quốc có ngọa hổ tàng long, mà các người không nghe. Khổng Tề Thiên khinh thường khịt mũi, hoàn toàn không coi Tư Mã Tư ra gì. Thực ra, các hoàng tộc ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đang ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Nhà họ Tư Mã luôn tự so sánh mình với nhà họ Võ, thậm chí còn rêu rao rằng nhà họ Võ là hoàng tộc giả, chỉ sinh ra được một nữ đế bị người ta phỉ nhổ, thật không có tư cách vào đế vương các. Nhưng bây giờ, sự thật không phải như vậy, con cháu nhà họ Tư Mã và nhà họ Triệu đã chứng minh tất cả. Cho dù là con cháu của nhà họ họ Võ hay là hoàng thất Lý Đường thì trong cơ thể đều có chí khí ngay thẳng, rất giống với khí tức của Long Mạch. Nhưng trên người con cháu nhà họ Tư Mã không hề có loại khí tức này. Hơn nữa, công lao của nữ đế còn cao đến mức nào? Chỉ trong 20 năm, đã uy phục tứ hải, đâu phải là người mà Tư Mã Viêm có thể sánh bằng. Ngay cả ngàn năm sau cái chết của nữ đế, cũng không ai dám hoàn toàn xóa bỏ công lao của nữ đế. Mà bây giờ, nữ đế có thể khiến khí tức long mạch thức tỉnh, thu hút được thủy long thật sự chỉ bằng tàn niệm. Ai còn dám sánh vai với một vị nữ trung hào kiệt như vậy đây?
ai còn dám coi thường nữ đế. Vậy mà lúc này, Phiêu lần tay cầm đao, giết nữ đế. Một luồng đao quang xuyên qua, đem theo sức mạnh cắt lìa trời đất, gần như xé nát không gian làm đôi. Đối mặt với một đao mạnh mẽ như vậy, nữ đế thậm chí còn không thèm liếc nhìn. Trò trẻ con này mà cũng dám đem ra thể hiện. Vừa dứt lời, một tay nữ đế nhẹ nhàng vẽ trong không trung. Sắc lệnh, bỗng chốc, trên bầu trời xuất hiện hai chữ màu vàng to lớn. Đây chỉ là trận pháp của đế vương, sắc lệnh thiên hạ, đối với hoàng tộc, đây chỉ có thể coi là trận pháp tầm thường. Không chỉ tầm thường hơn, nhưng ngay khi sắc lệnh này được phóng ra, cả trời đất dường như đều có ý chí riêng của mình. Vô số sấm sét phóng thẳng vào Phiêu Lần, khiến hắn sợ tới mức vội vàng thu đao rút lui, trong tích tắc đã bay ra hàng chục km. Hắc Bào cùng Phiêu Lần tấn công nữ đế, lại không ngờ Phiêu Lần đột nhiên bỏ chạy. Bùm, hai chữ sắc lệnh to lớn như núi đập mạnh vào lưng Hắc Bào. Phụt, Hắc Bào phun ra một ngụm máu lớn, thậm chí trong đó còn có mảnh vụn nội tạng. Rầm, cơ thể hắn xuyên thẳng qua Thái Sơn, từ đỉnh núi xuyên thẳng xuống dưới chân núi, tạo thành một cái hố hình người. Chỉ một đạo sắc mệnh đơn giản, cũng đã khiến Hắc Bào sống dở chết dở. Lần này, không chỉ một nửa thân thể hắn bị đánh nát, mà toàn bộ cơ thể đều có vô số vết cắt. Hiển nhiên, cơ thể của Hắc Bào sắp tan nát rồi, cảnh tượng này khiến đám người Tư Mã Tư thót tim. Đặc biệt là Quảng Lăng Tử, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau khi nữ đế tấn công xong, Phiêu Lần nhân cơ hội giơ đao lên đánh tới lần nữa. Mặc dù hành động này của hắn coi như là đánh lén, nhưng khi các cao thủ quyết đấu, không có nhiều quy tắc đến vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc, lịch sử được viết nên bởi người chiến thắng. So với danh tiếng, tính mạng còn quan trọng hơn nhiều. Giết, sắc mặt của Phiêu Lần vô cùng hung hãn, giống như một con chó hung ác nhảy ra khỏi địa ngục với tốc độ cực nhanh, đánh về phía nữ đế. Thiên địa hoàng huy, chấn, nữ đế khẽ đảo lòng bàn tay, đồng thời trong miệng lại phát ra một sắc lệnh khác. Trời đất bỗng chốc đổi sắc, trên trời mây đen ùn ùn kéo tới, sấm sét như thủy triều. Vô số sấm sét trên bầu trời gần như nổ tung cùng một lúc, khiến cho bầu trời nứt toác ra. Đòn tấn công đáng sợ tiếp theo đã tới, uy lực còn mạnh hơn cả một tiểu hành tinh va vào trái đất. Phiêu Lần gầm lớn, ngọn lửa đen của thanh đao dài trong tay hắn dường như đang hủy diệt mọi thứ trên đời này. Hạo như yên hải, nữ đế chỉ hờ hững nói ra bốn chữ, từ đầu đến cuối đều không hề nhúc nhích. Nhưng mấy chữ này dường như đem theo uy lực lớn mạnh giữa trời đất, trong phút chốc, ngọn lửa đen kịt quái dị kia đã hoàn toàn bị hấp thu. Thấy vậy, trong lòng Phiêu Lần liền cảm thấy mọi chuyện không ổn, còn chưa kịp quay người bỏ chạy thì vô số tia sét đã tấn công về phía hắn. Xẹt, vô số tia sét tụ lại tạo thành luồng sét dày đặc, đánh thẳng lên người Phiêu Lần. Vụt, cơ thể Phiêu Lần như con diều đứt dây, giao thẳng xuống đất. Cơ thể hắn còn chưa kịp rơi xuống, một trận mưa máu đã đổ xuống. Võ, Lan, Anh, cơ thể Phiêu Lần đập mạnh xuống đất, khi tiếp đất, hắn vẫn nhìn về phía nữ đế kiêu hãnh trên không trung. Chết đi, Hắc Bào vùng vẫy bay ra khỏi cái hố hình người, kéo theo cơ thể đẫm máu gầm lớn. Một bông hoa tử thần màu đen đột nhiên nở trong không trung. Trong chốc lát, luồng khí chết chóc đã lan tỏa ra khắp nơi. Nữ đế khẽ lắc đầu, chế nhạo, hoa tử thần chỉ thuộc về địa ngục, không thuộc về giới thế tục. Thiên địa có đạo, vạn vật có linh. Ngay lập tức, nữ đế chỉ duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Nhìn thấy nữ đế kiêu ngạo như vậy, trên mặt Hắc Bào lộ ra một nụ cười hung ác, Võ Lan Anh. Tôi phải thừa nhận, bà thực sự rất mạnh, nhưng bà có biết uy lực của hoa tử thần này thế nào không? Cho dù bà từng thống trị thiên hạ thì cũng không thể thoát khỏi tai họa này. Hắc Bào này đã tức giận đến cực điểm. Mãi đến lúc này, nữ đế chưa từng dùng sát chiêu tuyệt thế gì cả, mà chỉ dùng sắc lệnh thiên địa. Nhưng người của hoàng tộc đều biết, sắc lệnh thiên đại chỉ là trận pháp đơn giản nhất, không phải là tuyệt kỹ gì cả. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, nữ đế chưa từng coi hắn ra gì, càng không coi hắn là đối thủ. Đây là sự xúc phạm đối với hắn. Kiếp thuật, với năng lực của cậu, e rằng sẽ không bao giờ có thể trở thành kiếp thuật của tôi đâu. Nữ đế kiêu hãnh đứng trên không trung, không hề xê dịch. Lúc này, người dân Hoa Quốc mới thật sự nhìn thấy được phong thái của nữ đế.
Cũng chính vào lúc này, mọi người mới hiểu được thống trị thiên hạ là thế nào. Đối mặt với hai cao thủ tuyệt thế, từ đầu đến cuối, nữ đế đều vô cùng thoải mái, giống như đang chơi đùa với một đứa trẻ 3 tuổi. Giết, Phiêu Lần cũng đột nhiên lao ra khỏi hố hình người, vung thanh đao chém lên trời. Xem ra các người vẫn chưa hiểu, từ xưa đến nay, tà ma không thắng nổi chính nghĩa. Nữ đế nhìn xuống thiên hạ, quan sát tứ phương, lá cờ chữ Chu phấp phới trong gió, tạo ra tiếng động vang dội. Một luồng sát khí như có thật chất bắn ra khỏi hai mắt của nữ đế. Thống trị thiên hạ, tiếng hét của nữ đế khiến cả trời đất dường như rung chuyển. Tầm mắt của mọi người dường như trở nên chậm lại. Một luồng ánh sáng huyền bí giống như cửu thiên thần kiếm quét qua bốn phương, gần như cắt bầu trời thành hai mảnh. Một nhát kiếm kinh người chém xuống, Hắc Bào và Phiêu Lần đều bị thương nặng cùng lúc. Nhưng tiếc là sức mạnh long mạch mà nữ đế sử dụng đã gần như cạn kiệt, thế nên hai người mới miễn cưỡng giữ được mạng sống. Chỉ như thế thôi, một đòn tấn công của nữ đế cũng đủ làm kinh động tứ phương, khiến người trong thế tục và các phái trong võ tông nhận ra được một mặt đáng sợ của hoàng tộc. Kiếm này chém xuống, cả người nữ đế cũng dần mờ đi, thậm chí ngưng thực vừa rồi trở nên mơ hồ. Không lâu sau, bóng dáng nữ đế mờ nhạt như một đám mây trôi nổi trong hư không, lúc này mọi người mới nhận ra nữ đế chẳng qua chỉ là một tia ý niệm còn sót lại chứ không phải xác thịt. Nói đúng hơn đây chỉ là chấp niệm bảo vệ Hoa Quốc, bảo vệ thế tục của nữ đế. Dù sao nữ đế đã qua đời lâu rồi, mặc dù có thực lực đáng sợ đến mức nào, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là một tia ý niệm mà thôi, không thể so được với trạng thái đỉnh cao. Hừ, xem ra bà không phải muốn để lại đường lui với hai bọn tôi mà trạng thái bây giờ của bà hoàn toàn không thể phát huy được hết sức mạnh. E là đòn tấn công vừa rồi, nếu sử dụng thêm một chút sức lực nữa, ngay cả bản thân bà cũng sẽ biến thành mây khói. Phiêu Lần một tay che vết thương chảy máu ròng ròng trên người, mặt mày hung dữ cười mỉa. Ông ta và Hắc Bào cùng bị một đòn của nữ đế làm cho bị thương, mặc dù khiến hai người mất sạch thể diện nhưng lúc này ông ta đã nhìn ra điểm yếu của nữ đế. Ngay khi nữ đế vung ra đòn tấn công đó, ông ta rõ ràng nhìn thấy tia quyết tuyệt trong ánh mắt nữ đế. Với uy lực đó cho dù ông ta hay Hắc Bào cũng không có khả năng sống sót. Nhưng nữ đế lại chỉ khiến hai người bị thương nặng, chứng tỏ nữ đế không phải không muốn giết hai người mà là không thể. Có điểm tựa này, nụ cười của Phiêu Lần càng rạng rỡ hơn. Suy cho cùng nữ đế cũng không thể siêu phàm mãi mãi, dù chỉ là một tia chấp niệm vẫn không muốn tiêu biến trong thế gian. Nhưng chính vì vậy cũng khiến cho Phiêu Lần cảm nhận được hoàng tộc thật sự mạnh thế nào. So với hoàng tộc giả mà không được trời đất công nhận như họ, có thể hoàng tộc thật sự có sức chiến đấu kinh thiên động địa. Thảo nào năm đó thiên đạo minh ước chỉ còn cách thỏa hiệp với đế vương các. Nếu lúc này người đứng đối diện họ là nữ đế thật thì chẳng phải chẳng có cơ hội giãy giụa nữa sao? Có lẽ nữ đế chỉ cần búng một ngón tay thôi đã có thể biến họ thành bột vụn. Đứng trước thực lực tuyệt đối này, mọi thứ tốt đẹp có vùng vẫy gì cũng vô dụng, hơn nữa sức mạnh này cũng không phải là thứ họ có thể đoán chừng. Giết các người còn cần phải dùng hết sức lực sao? Các người đề cao bản thân quá mức, nữ đế lạnh băng nói, vẫn khí thế kiêu ngạo đó. Nữ đế khẽ giơ tay lên, trời đất dường như xuất hiện vô số sợi tơ, mà những sợi tơ này liên kết với trời đất, một đầu khác vươn về phía Phiêu Lần và Hắc Bào. Lúc này ngay cả Hoa Quốc cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn cuồn cuộn như thể mái vòm ập xuống, dường như ngay cả phương trời này bỗng chốc thu nhỏ lại. Giết! Rất nhiều sợi tơ nhanh như chớp lao xuống mục tiêu là Hắc Bào và Phiêu Lần. Đừng nói là tránh, đối mặt với sợi tơ dày đặc như mạng nhện, hai người còn chẳng có cơ hội chạy thoát nữa là. Lúc này phương trời này như đã hòa làm một thể với nữ đế chính là phương trời này, đất trời này cũng đại diện cho ý chí của nữ đế. Phụt, 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 mấy sợi tơ đó đâm xuyên qua da thịt Hắc Bào và Phiêu Lần, đâm vào đến xương cốt. Đó là Tư Mã Tư trợn to mắt ngây người nhìn nữ đế. Từng sợi tơ đó không phải là mạng nhện gì, càng chẳng phải là sợi tơ. Đó chính là lưới trời. Có câu nói lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Một khi bị lưới trời ghim rồi thì dù sức chiến đấu có thần thánh cỡ nào cũng phải bị lột một lớp ra. Nhà họ Tư Mã trước giờ luôn tìm kiếm trận phổ bí thuật lưới trời,
nhưng tiếc là đến khi nhà họ Tư Mã chuyển vào ngoài lãnh thổ cũng không thể được như ý nguyện. Theo lý thời kỳ nữ đế muộn hơn nhà họ Tư Mã khá lâu, không thể nào tìm được trận pháp thiên võng. Nhưng hiện thực đã giáng một cú tát thật mạnh vào nhà họ Tư Mã. Trận pháp thiên võng, sao nữ đế có thể biết trận pháp thiên võng được? Trận pháp này đã thất truyền mấy ngàn năm từ thời kỳ Lý Đường rồi, sau Lưu Tú thì không có ai nhìn thấy trận pháp này nữa, bà ta. Khổng Tề Thiên kiêng dè nhìn nữ đế. Cũng may cuối cùng người phụ nữ này bị môn đồ của nhà họ Khổng gài bẫy, lợi dụng mối quan hệ huyết thống của Lý Phong Cơ và bà ta để hại chết, nếu không nhớ bị bà ta đuổi đến ngoài lãnh thổ, hậu quả không thể tưởng tượng được. Chỉ riêng một chiêu của võ Lưu Tú đã có thể hô mưa gọi gió ở ngoài lãnh thổ rồi, còn bản lĩnh của nữ đế này lại càng vượt xa Lưu Tú. Lưới trời lồng lộng, xem ra tôi đã xem thường thế tục rồi, cả người hắc bào bị vô số sợi tơ đâm vào, đồng thời sức mạnh trong cơ thể ông ta cũng đang dần biến mất một cách nhanh chóng. Thậm chí ngay cả cảnh giới cũng đã không ổn định nữa. Bản lĩnh rút cạn sức mạnh nhờ vào uy lực trời đất này quả thật quá đáng sợ, sức mạnh của bất kỳ người nào bị rút cạn cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Nhất là lão quái vật không biết đã sống bao lâu như Hắc Bào và Phiêu Lần. Sở dĩ họ vẫn có thể có được thực lực và nhan sắc như lúc còn trẻ là nhờ có sức mạnh đó. Một khi bị tước đi sức mạnh đó thì họ cũng sẽ như hoa đã đến ngày tàn, mạng sống lập tức bị khô héo. Thảo nào lúc đầu có người nói nữ đế có bí mật lớn. Nếu không nhờ Lý Phong Cơ trúng kế của nhà họ Khổng, giết bà ta bằng chất độc mạnh thì có lẽ bây giờ sự cân bằng các phương ở ngoài lãnh thổ sẽ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của bà ta. Quả nhiên nữ đế là hoàng đế thiên cổ. Lúc này ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng phải thốt lên lời cảm thán. Chỉ một chiêu thôi mà đã khiến Hắc Bào và Phiêu Lần buông tay chịu thua, sức chiến đấu mạnh đến cỡ nào mới làm được như thế. Ở khắp thiên hạ này dù là cao thủ ngoài lãnh thổ thì có mấy người có thể làm được. Lúc này Phiêu Lần và Hắc Bào quả thật thảm hại không nỡ nhìn, vốn dĩ Phiêu Lần đã bị thương nặng, bị chém nứt một cánh tay, lúc này vết thương trên khắp cả người vẫn còn đang rớm máu. Nhưng kỳ lạ ở chỗ máu đó không phải chảy xuống như bình thường mà lại chảy ngược lên trên đỉnh đầu ông ta, tạo ra một dòng thác máu. Hắc Bào thì yếu ớt đến nỗi khó khăn lắm mới đứng vững được, cả người không ngừng run rẩy vì bị mất sức. Hừ, nếu bà còn sống thì quả thật ít có đối thủ trong hoàng tộc, tôi nghĩ ngoài người đó ra, không ai có thể khống chế được bà, tiếc là bà cũng chỉ là một tia ý niệm mà thôi. Thời gian của bà đã không còn nhiều nữa. Phiêu Lần nở nụ cười đau đớn, khàn giọng nói. Lúc này nữ đế đã mờ nhạt như ảo ảnh, hơn nữa ngày càng mơ hồ gần như trong suốt. Điều này cũng chứng tỏ nữ đế đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Chỉ cần họ kiên trì đến lúc đó, ý niệm còn sót lại của nữ đế sẽ biến mất trong thế gian này mãi mãi. Lúc này nữ đế lạnh như băng nhìn Phiêu Lần và Hắc Bào, bản thân bà ta sao lại không biết giới hạn của mình sắp đến chứ? Nhưng bà ta cũng là vì hàng triệu người dân Hoa Quốc mới có tia ý niệm còn sót lại này ở lại thế gian. Chắc là bà rất không cam lòng nhỉ. Mấy ngàn năm thoi thóp ở thế gian, hôm nay lại xuất hiện vì chúng tôi, nhưng thật đáng tiếc, thời gian quá lâu, ý niệm của bà đã bị tiêu hao quá nhiều, không thể giết được bọn tôi. Nhưng bọn tôi cũng phải công nhận bà rất mạnh, ít nhất sau trận chiến ngày hôm nay, bọn tôi cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian rất lâu. Nhưng thế thì làm sao? Thời gian sẽ đứng về phía bọn tôi thôi. Phiêu Lần càng nói càng cảm thấy đắc ý, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người nữ đế dần mờ nhạt đi đó, nở nụ cười vui mừng khi sống sót sau tai nạn. Tôi từng thề rằng phải bảo vệ Hoa Quốc, non sông này nhất định phải được phục hưng. Sau khi giọng nói nữ đế vang lên thì xuất hiện những bông tuyết thơ mộng rơi xuống. Vô số hào quang phát ra từ bóng người nữ đế, trên bầu trời nở rộ từng áng mây đẹp tuyệt trần. Hào quang rực rỡ lấp đầy cả bầu trời, nữ đế hoàn toàn biết mất giữa không trung. Ở một bên khác, Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Ảo cảnh, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Lúc này tính ra thì đáng lẽ họ đã phải chạy đến thành phố Thái Sơn từ mấy tiếng trước rồi, nhưng lại đi rất lâu trên đoạn đường chỉ có mấy mươi km. Phá, Tiêu Chính Văn chỉ vào một điểm, cảnh tượng xung quanh bỗng lay chuyển, sau đó như phá vỡ từng tầng sóng bước, hai người lại quay về hiện thực lần nữa. Không ổn, hình như tôi có cảm giác khá quen, Võ Anh Hào ngẩng phắt lên nhìn bầu trời,
đập vào mắt là hào quang vô cùng rực rỡ. Là nữ đế, Tiêu Chính Văn nhìn lên bầu trời nói. Là cụ tổ, nói rồi đôi mắt Võ Anh Hào ngân ngấn nước. Sau đó hai thân hình đắm trong máu lập tức bay qua đỉnh dầu họ. Võ Lan Anh, không bao lâu nữa thế tục này vẫn là của bọn tôi. Ha ha ha, Phiêu Lần và Hắc Bào vừa chạy đến con đường ra vào ở phía Âu Lục vừa bật ra những tiếng cười chế nhạo. Cây giáo bá vương đã xuất hiện, người nắm giữ cây giáo bá vương sẽ thay thế hạng vương, dẫn dắt giới thế tục đến vinh quang vô tận. Ngay khi lời nói của Phiêu Lần và Hắc Bào vừa dứt, một giọng nói hết sức vang dội vang lên giữa trời và đất. Khi Quảng Lăng Tử nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Mọi người đều biết rằng cây giáo bá vương nằm trong tay hắn, thế nhưng, hắn không muốn làm bá vương, càng không muốn dẫn dắt giới thế tục gì đó, hắn chỉ muốn theo đuổi đỉnh cao võ đạo, một lòng chỉ muốn tranh giành di tích Long tộc. Rõ ràng là nữ đế muốn đẩy hắn lâm vào hoàn cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Các người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, bà ta chỉ đang nói bậy thôi, nhìn thấy Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên đang dùng ánh mắt vô cùng không thiện cảm nhìn hắn, Quảng Lăng Tử vội vàng giải thích. Ồ, nếu là người khác nói như vậy, chúng ta sẽ coi nó như gió thổi bên tai, nhưng nữ đế lại ăn nói lung tung sao? Tư Mã Tư nheo mắt nhìn Quảng Lăng Tử một lượt từ trên xuống dưới. Rõ ràng một lời nói của nữ đế nặng nghìn cân. Lời nói của bà ta tuyệt đối không bao giờ là vô căn cứ. Quảng Lăng Tử lúc này cũng hơi sững sờ, trước khi nữ đế sắp tiêu tan, còn không quên chơi hắn một vố, quả thật khiến hắn khóc không ra nước mắt. Xem ra sau này hắn không có cơ hội quay đầu nữa, chỉ cần hắn nói tốt nửa câu cho giới thế tục cũng có khả năng bị những người đồng đạo này chém giết. Dù sao bây giờ, mọi người chỉ là hoài nghi, nhưng một khi Quảng Lăng Tử thực sự lên tiếng cho giới thế tục, nó vừa hay lại xác thực cho những lời cuối cùng của nữ đế. Ngay cả chính Quảng Lăng Tử cũng không thể hiểu được tại sao nữ đế lại nhắm vào mình. Hắc Bào người đã trốn chạy tới phía Âu Lục kia lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Sơn. Tuy rằng hắn cũng chỉ bán tín bán nghi về lời nói của nữ đế, nhưng lần này trở lại giới thế tục, quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ. Quảng Lăng Tử vốn xuất thân là người của năm đại danh Sơn, hắn không biết rằng nữ đế vẫn còn sót lại chút linh hồn ư. Hơn nữa, sao có thể trùng hợp như vậy, bọn họ vừa mới chiếm được Thái Sơn, nữ đế bèn đột nhiên hiện thân, trên đời này căn bản không có chuyện trùng hợp. Giờ phút này, Hắc Bào đã âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần vết thương của hắn hoàn toàn bình phục, hắn sẽ lập tức ra tay diệt trừ Quảng Lăng Tử, nhân tiện cướp lấy cây giáo bá vương làm của riêng mình. Khi ánh hào quang của bầu trời dần tan biến thì không còn bất kỳ giọng nói nào của nữ đế nữa. Cứ như thể nữ đế chưa từng đến thế giới này. Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào nhìn về hướng Thái Sơn lần cuối rồi vội vã chạy về thành phố. Tiêu Chính Văn căn bản không quan tâm đến việc Thái Sơn có đổi chủ hay không, thánh huyết của Đế Tuấn sẽ không chỉ xuất hiện ở Thái Sơn, cho dù có khống chế được Thái Sơn thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng xác suất cơ hội có được thánh huyết Đế Tuấn mà thôi. Hơn nữa, khi ông Cụ Thành dẫn đám người Tiêu Chính Văn đến tham quan Thái Sơn, Tiêu Chính Văn đã điều tra kỹ càng rồi. Sương mù xuất hiện trên núi Thái Sơn căn bản không hề liên quan đến thánh huyết Đế Tuấn. Mà sở dĩ nhà họ Thành nói như vậy chẳng qua là để thu hút sự chú ý từ các phía, từ đó có được một phần lợi ích. Nhưng cuối cùng hết khôn dồn đến dại, không những làm hại chính người của mình lại còn dẫn đám người Tư Mã Tư vào con đường sai lầm. Ngược lại lại giúp cho Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào. Trở lại thành phố Thái Sơn, Tiêu Chính Văn xem xét thiệt hại của thành phố trước. Nó nghiêm trọng hơn so với anh tưởng tượng rất nhiều, may mà tất cả người dân đã được chuyển đến nơi khác trước đó, nếu không, chắc chắn máu đã thành sông. Có điều, mối nguy trước mắt của Thái Sơn đã được giải thích. Cùng với việc Hắc Bào và Phiêu Lần tháo chạy, Thái Sơn cũng khôi phục lại quang cảnh trước đây, chỉ là những hư hại của ngọn núi không thể tu bổ được. Tiếp theo, Tiêu Chính Văn giao trách nhiệm nặng nề của việc xây dựng lại thành phố Thái Sơn cho Chủ tịch thành phố Thái Sơn. Đồng thời căn dặn ông ta nhất định phải ổn định đời sống cho nhân dân, hơn nữa phải nhanh chóng hoàn thành công việc tái thiết. Sau khi làm xong việc, Tiêu Chính Văn mới nói với Võ Anh Hào, với thế lực của nhà họ Võ thì ở vùng ngoài lãnh thổ cũng được coi là thống lĩnh một phương đúng không? Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chính Văn, Võ Anh Hào cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu nói, đương nhiên, nhà họ Võ từ khi tiến vào vùng ngoài lãnh thổ đã là một trong ba hoàng tộc lớn. Trước đây, tôi không hiểu lắm.
với lại lịch nhà họ Võ, tại sao lại được tiếp đãi long trọng như vậy, có điều hiện giờ tôi cũng đã hiểu. Tất cả đều là vì nữ đế. Nói đến đây, Võ Anh Hào ít nhiều vẫn có phần buồn bã, tuy rằng nữ đế chỉ để lại chút tàn niệm, nhưng dù sao đó cũng là cụ tổ của nhà họ Võ. Nhìn thấy nữ đế quy tiên, bản thân anh ta lực bất tòng tâm, loại cảm giác bất này khiến trong lòng Võ Anh Hào cảm thấy hổ thẹn. Nếu tiện, có thể dùng thực lực của nhà họ Võ đi điều tra nghe ngóng một chút về Cửu U Cung được không? Cho dù không tìm được Cửu U Cung cũng nhất định phải tìm được xào huyệt của Ajin Zoro và Huệ Mi. Cậu Tiêu, cậu đây là, Võ Anh Hào khẽ cau mày và nhìn Tiêu Chính Văn một cách khó hiểu. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn vẫn còn nghĩ đến việc trả thù vùng ngoài lãnh thổ sao? Hết lần này tới lần khác vùng ngoài lãnh thổ đã phá rối giới thế tục, bọn chúng phải trả giá. Nhất định phải tìm cách rời chiến trường ra vùng ngoài lãnh thổ, nếu không, giới thế tục căn bản không thể chịu được sự giày vò hết lần này đến lần khác của các cao thủ vùng ngoài lãnh thổ. Cậu cũng đã thấy đó, một thành phố lớn như vậy đã trở thành một đống phế tích chỉ trong gang tấc. Trong mắt Tiêu Chính Văn trong mắt lóe lên sát khí, trầm giọng nói. Trong giới thế tục, dù sao cũng chủ yếu là người thường cư trú, các cao thủ vùng ngoài lãnh thổ liên tục sinh sự ở giới thế tục. Trước mắt mới chỉ là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, tương lai, nếu cao thủ cảnh giới đế cảnh cũng trở về giới thế tục thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Với sức mạnh của cao thủ đế cảnh, một cái búng ngón tay đã có thể hủy diệt cả một thủ phủ trung tâm của giới thế tục. Đến lúc đó, không chỉ hàng nghìn hàng vạn người sẽ phải lang bạt khắp nơi, mà thậm chí sẽ khiến giới thế tục máu chảy thành sông. Vì vậy, cách tốt nhất chính là chuyển chiến trường ra vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ có như vậy thì giới thế tục mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Ừ, lời cậu Tiêu nói rất đúng, tôi lập tức thu xếp. Có điều, sợ rằng Cửu U Cung không dễ điều tra như vậy. Rất nhiều thế lực vùng ngoài lãnh thổ luôn có thù oán với bọn họ, nhưng mấy nghìn năm nay cũng không tìm thấy bất kỳ một manh mối giá trị nào. Võ Anh Hào nói rất nghiêm túc. Đây không phải là bởi vì những thế gia và hoàng tộc vùng ngoài lãnh thổ kia bất tài mà là người của Cửu U Cung vẫn luôn thần bí khó lường, đến đi như gió, căn bản không thể truy ra tung tích của bọn họ. Hơn nữa những người này rất thần bí, không những người nào người nấy đều có thực lực cao cường, chỉ riêng tử khí vô biên kia cũng sẽ khiến người ta sợ hãi, cho nên, cho đến nay vùng ngoài lãnh thổ cũng lực bất tòng tâm với Cửu U Cung. Chỉ dựa vào một mình nhà họ Võ. Muốn mình được tung tích của Cửu U Cung căn bản là điều không thể. Ngay khi sóng gió ở Thái Sơn vừa lắng xuống, khắp nơi trên thế giới lại bùng nổ một tin tức. Đêm hôm đó, một số thế gia ở Âu Lục lại gặp phải cảnh thảm sát, hơn nữa kẻ ta tay đến đi như gió, thậm chí phía Âu Lục còn chưa kịp phản ứng đã có một số thế thử bị giết hại. Đêm đó, còn có chớp giật liên hồi, sấm sét vang dội. Cho đến khi trời hé ánh sáng, mọi thứ mới bình yên trở lại. Nhưng rồi tiếp theo đó một tin tức cực kỳ bùng nổ truyền đến, ba gia tộc thượng cổ của Âu Lục đều bị thảm sát, thương vong vô số. Tính cả các cao thủ cảnh giới nhân vương, số cao thủ bị tổn thất không dưới ba chữ số. Hơn nữa những người thừa kế của Augustus cũng bỏ mạng trong trận chiến này. Ngay khi tin tức này được truyền ra, đã lập tức gây chấn động toàn thế giới. Augustus là một trong ba vị vua của thời Lao Di Cổ, con trai ông ta bị giết. Đối với Âu Lục mà nói, chuyện này như trời long đất lở. Chẳng lẽ là do người của Cửu U Cung làm? Không, không thể nào. Người ở Cửu U Cung đã bị nữ đế làm trọng thương, chắc sẽ không phạm vào vụ án lớn như vậy vào lúc này. Tìm được rồi, chính là Khổng Tề Thiên. Khổng Tề Thiên đã dẫn đầu các cao thủ của nhà họ Khổng, trong vòng một đêm, thảm sát Âu Lục. Cái gì? Ngay khi tin tức này được đưa ra, toàn bộ võ tông Hoa Quốc đều sôi sục. Không phải vì những gì Khổng Tề Thiên làm mà là người xuất hiện ở Âu Lục chỉ có một mình Khổng Tề Thiên, vậy Tư Mã Tư và Quảng Lăng Tử đã đi làm gì rồi? Ngay khi mọi người còn đang suy đoán, quả nhiên, một tin tức cực kỳ bùng nổ được truyền đến từ Mỹ Lục, Tư Mã Tư đích thân dẫn một đám cao thủ từ Bắc Cực Thiên Cung đi thảm sát Mỹ Lục. Bốn vị hoàng tử của gia tộc họ Ấn Cổ đều đã chết vào lúc nửa đêm. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn biến Hoa Quốc trở thành mục tiêu công kích sao? Thật là vô pháp vô thiên. Tôi muốn xem đến lúc người ta đánh đến cửa bọn họ còn có thể oai phong như bây giờ không? Toàn bộ võ tông đang mắng chửi đám người Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên, ai cũng biết bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm. Một khi kích động chiến tranh, toàn bộ Hoa Quốc đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Hừ, hoàng thất của Hoa Quốc chúng mày điên rồi sao? Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng hoàng tộc Hoa Quốc chúng mày là thiên hạ vô địch? Vào lúc này, Chaos con trai của một trong ba vị vua, hét thẳng về phía bầu trời Hoa Quốc. Rõ ràng là đối phương đã có ý định khai chiến rồi. Nhưng giọng nói của hắn vừa dứt, trên bầu trời Âu Lục đột nhiên xuất hiện một cây giáo dài vạn trượng. Chaos còn chưa kịp định thần lại đã bị cây giáo dài đâm thủng ngực. Cùng với cái chết của Chaos, toàn bộ người thừa kế của ba vị vua Âu Lục đều bị chém giết. Giờ phút này, cả thế giới đều hết sức yên lặng. Quảng Lăng Tử, cậu điên thật rồi, ngay cả Triệu Kế Hồng cũng chỉ về hướng Âu Lục mà chửi lớn. Nhưng ngay khi thi thể của Chaos rơi xuống bầu trời, một cung điện nguy nga khí thế hiện ra. Thánh điện Lao Di đã đến giới thế tục rồi ư? Nhìn cung điện đang hiện ra, đám người Triệu Kế Hồng hoàn toàn sững sờ. Buổi tối hôm đó, toàn bộ thế tục và vùng ngoài lãnh thổ đều bùng nổ trận chiến lớn chưa từng có, hiển nhiên là vụ giết người liên tiếp của mấy người Tư Mã Tư, đã hoàn toàn chọc giận thế lực Âu Lục khắp nơi do vua Lao Di cầm đầu. Nhìn thấy bên ngoài đã đánh nhau hỗn loạn, mấy người Tư Mã Tư vẫn nhàn nhã thưởng thức trà. Người phía Âu Lục và Mỹ Lục có tư cách tranh giành với chúng ta, đã chết gần hết rồi. Tư Mã Tư đắc ý nâng ly trà, mỉm cười nói. Trừ bọn họ ra, còn có hai người nguy hiểm hơn, Khổng Tề Thiên nhíu mày lại, trầm giọng nói. Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào. Hai người này đúng là tai họa, Hắc Bào và Phiêu Lần vừa bị nữ đế làm trọng thương. Nếu không hai người họ đừng hòng sống mà thấy mặt trời sáng mai. Quảng Lăng Tử nắm chặt quả đấm, nghiêm giọng nói. Có thể nói phía Quảng Lăng Tử đã tính toán hết thảy, nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ có một chuyện không ngờ được là nữ đế lại đột nhiên hiện thân ở thời điểm mấu chốt. Hơn nữa, trải qua ngàn năm dài, tàn niệm của nữ đế còn có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy, thật là khiến người ta không dám tin. Không sao, dù họ may mắn thoát được một kiếp nạn. Nhưng chỉ cần chúng ta hợp lại, hắn và Tiêu Chính Văn vẫn khó tránh khỏi cái chết, Khổng Tề Thiên cười nhạt, nói. Anh Khổng, thật ra tôi lo lắng về Tiêu Chính Văn kia hơn, từ lần tiếp xúc gần đây nhất có thể thấy được, người này có tâm cơ thâm sâu, và lại cứ khiến cho người ta có cảm giác sâu không lường được. Hoặc là người này, có gì đó bất thường, Tư Mã Tư nhíu mày lại nói. Ồ, chẳng qua chỉ là một tiểu bối trong thế tục. Sao có thể khiến cho anh Tư Mã nhìn với con mắt khác như vậy, Khổng Tề Thiên nhìn về phía Tư Mã Tư với vẻ khó hiểu, nói. Dẫu sao Tư Mã Tư cũng là huyết mạch hoàng tộc, cho dù để ý, cũng chỉ có thể kiêng kỵ Võ Anh Hào, thực lực nữ đế quá rõ ràng, cường giả nhà họ Võ, mới là kình địch của nhà họ Tư Mã. So ra Tiêu Chính Văn căn bản nhỏ bé không đáng kể, hoàn toàn không đến nỗi khiến Tư Mã Tư lo âu như vậy. Mà trừ nữ đế ra. Nhà họ Võ cũng không còn vị đế vương thứ hai nào nữa, tính uy hiếp đối với nhà họ Tư Mã cũng không lớn lắm. Chẳng lẽ các người không có cảm giác đó sao? Tư Mã Tư đặt ly trà xuống, vẻ mặt càng trầm ngâm. Vốn dĩ với bối cảnh của Tiêu Chính Văn, căn bản không lọt vào mắt Tư Mã Tư được, nhưng cảm giác mà Tiêu Chính Văn mang đến cho Tư Mã Tư là vừa bắt đầu, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấu kế hoạch của mấy người họ. Mà trong quá trình này, trông Tiêu Chính Văn giống như bơi ở bên bờ nguy hiểm, nhưng thực ra cực kỳ an toàn. Thậm chí còn có một khả năng, ngay cả sự xuất hiện của nữ đế, Tiêu Chính Văn cũng đã tính đến rồi. Nhưng, Tư Mã Tư nghĩ tới đây thì hơi nhắm mắt, giờ phút này, hắn cứ có dự cảm không lành, đối thủ gặp phải lần này, sợ rằng không dễ đối phó như hắn nghĩ. Tư Mã, có phải cậu lo lắng quá rồi không? Khổng Tề Thiên nhíu mày lại, nói. Chẳng lẽ các người không nhận ra? Lần nào Tiêu Chính Văn cũng rất chính xác sao? Từ lần đầu tiên lên Thái Sơn, sau đó là những lời hắn nói, những chuyện hắn làm, giống như mỗi lời mỗi hành động của chúng ta, đều nằm trong tính toán của hắn. Tư Mã Tư nhìn chằm chằm về phía hai người Khổng Tề Thiên cùng Quảng Lăng Tử. Không phải bản thân Tư Mã Tư đa mưu túc trí, mà là trong hoàng tộc coi trọng thuật quyền mưu. Đây đã là hành động thói quen ăn sâu vào xương tủy Tư Mã Tư rồi. Nhưng kỳ lạ là hắn không hề thấy được hành động thói quen này trên người Võ Anh Hào, trái lại trên người Tiêu Chính Văn lại có chút manh mối. Khi ba người họ đùa bỡn toàn bộ nhà họ Thành trong lòng bàn tay, Tiêu Chính Văn lại hết sức khôn khéo nhảy ra khỏi cái bẫy đó. Phải biết rằng, Tiêu Chính Văn là người đã gây thù chuốc oán với nhà họ Tư Mã từ trước, hơn nữa còn giết tôi tớ nhà họ Tư Mã ngay trước mặt mọi người,
nhưng mọi chuyện đều bị Tiêu Chính Văn rũ bỏ sạch sẽ. Thần không biết quỷ không hay biến thành một người ngoài cuộc đứng xem, trái lại là nhà họ Thành vô tình tự đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió. Chỉ một chuyện như thế đã nói lên trước mặt Tiêu Chính Văn, toàn bộ nhà họ Thành cũng ngây thơ như đứa trẻ lên ba vậy. Ý cậu nói là cũng có thể hắn là người của Hoàng Thất, Khổng Tề Thiên nhíu mày nói. Tư Mã Tư khẽ lắc đầu nói, không thể nào, tôi đã điều tra người này, nhà họ Tiêu ở triều đại này mới trở thành bề tôi có vị thế cao, trước đó chẳng qua chỉ là mấy tên dân đen bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng thuật quyền mưu của hắn, ngay cả người xuất thân từ hoàng tộc như tôi, cũng tự hổ thẹn vì thua kém. Đây mới là điều tôi lo lắng nhất, Tư Mã Tư mang vẻ mặt trầm ngâm phân tích. Nếu hắn không thuộc hoàng tộc thì cần gì phải lo chứ, Quảng Lăng Tử cũng nghiêng đầu hỏi. Dù sức chiến đấu của hắn và Khổng Tề Thiên kinh người, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải hoàng tộc chân chính, về phương diện quyền mưu, một mình Tư Mã Tư đã có thể bỏ lại hai người họ mấy chục con phố rồi. Ngay cả kế hoạch đánh bất ngờ lên Thái Sơn, một mẻ diệt sạch nhà họ Thành, cũng do một mình Tư Mã Tư lập mưu, ban đầu, hắn và Khổng Tề Thiên còn lo lắng cho thế lực nhà họ Thành ở vùng ngoài lãnh thổ có làm phản hay không. Nhưng kết quả lại là thế lực nhà họ Thành ở vùng ngoài lãnh thổ dường như đã ngầm cho phép bọn họ làm vậy. Chỉ từ điểm này đã thấy rõ năng lực khống chế của Tư Mã Tư đối với thế lực khắp nơi và với thế cục, đã cao hơn bọn họ rất nhiều. Chuyện bất thường ắt sẽ có điều mờ ám. Đây mới là điểm tôi thực sự lo lắng. Một người hoàn toàn cách biệt với hoàng tộc, lại có thể nắm rõ kế hoạch của chúng ta như lòng bàn tay, thậm chí mỗi điểm quan trọng đều vô cùng chính xác. Chẳng lẽ các người không cảm thấy trong này có gì khác lạ sao? Thật ra, từ tình hình hôm đó đã có thể thấy rõ, Võ Anh Hào không hề phát giác ra. Tư Mã Tư càng nghĩ càng kinh hãi, ngay trước khi ra tay, Tư Mã Tư còn âm thầm đắc ý, hơn nữa hắn cũng đoán được Tiêu Chính Văn nhất định sẽ đến. Nhưng hắn không ngờ rằng Tiêu Chính Văn không lập tức ra mặt thay Võ Anh Hào, mà thẳng thừng đưa Võ Anh Hào đi. Chuyện này rất không giống với cách làm người của Tiêu Chính Văn. Thậm chí ngay trước khi bọn họ ra tay, Tiêu Chính Văn còn âm thầm nhắc nhở ông Cụ Thành, chỉ tiếc, ông Cụ Thành hoàn toàn không hiểu điều Tiêu Chính Văn ám chỉ. Cậu Tư Mã quá lo rồi, theo tôi, thằng nhóc Tiêu Chính Văn kia, chỉ là nhất thời gặp may thôi, sau lưng hắn không thể có thế lực gì lớn lắm, nếu không sao có thể ngồi nhìn chúng ta đánh hạ Thái Sơn chứ. Khổng Tề Thiên coi thường nói. Không, có một chuyện các người không biết, lúc trước tôi đã từng sai người khuyên hắn đầu hàng. Nhưng hắn lại thẳng tay giết người nhà họ Tư Mã chúng tôi. Chuyện này trông có vẻ rất bình thường, nhưng một người không có hậu thuẫn, dám công khai chém giết người nhà họ Tư Mã chúng tôi sao? Cho dù là năm đại danh sơn cũng không có gan làm như thế. Điều Tư Mã Tư để ý không phải là người nhà họ Tư Mã bị giết, chết mấy kẻ tôi tớ đối với hắn không khác chết mấy con kiến là bao. Nhưng vấn đề là sự ngang ngược Tiêu Chính Văn thể hiện ra trong chuyện này. Đây mới là điều khiến hắn vô cùng để tâm. Chuyện này chứng tỏ hắn không biết gì, không cần để trong lòng đâu, Quảng Lăng Tử ở bên cạnh, cũng khuyên. Quảng Lăng Tử cũng biết sơ qua về Tiêu Chính Văn, từ sau khi linh khí trở về tới nay, Tiêu Chính Văn vẫn là kẻ địch của vùng ngoài lãnh thổ, nếu như Tiêu Chính Văn thật sự có hậu thuẫn sâu xa gì thì đã không thể làm ra chuyện thẳng thắn như vậy rồi. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn vẫn luôn bảo vệ người được gọi là thiên tử, vậy đã nói lên rằng, sau lưng anh, căn bản không có sự ủng hộ của hoàng tộc. Thiên tử hiện tại chính là con át chủ bài duy nhất trong tay Tiêu Chính Văn rồi. Chỗ dựa duy nhất của anh cũng chỉ có một ít uy phong trong thế tục mà thôi. Thật ra chỗ đáng sợ của người này là thần bí khó lường. Cho đến hôm nay, tôi cũng không thể nhìn thấu hắn, Tư Mã Tư nhíu mày, trầm giọng nói. Dẫu sao chuyện liên quan đến thánh huyết của Đế Tuấn cũng không được sơ suất. Vì vậy, lúc này Tư Mã Tư rất để ý mỗi một chi tiết, thậm chí là mỗi một người bên cạnh. Hơn nữa hắn rất tự tin với mắt nhìn người của mình, tuyệt đối không thể nào nhìn lầm. Được rồi, Tư Mã, không cần phải quá để ý, xe tới trước núi tất có đường đi. Nói xong, Khổng Tề Thiên lại đưa một ly trà thơm đến tay Tư Mã Tư. Mấy người lại trò chuyện đơn giản mấy câu, sau đó giải tán. Cho đến khuya hôm đó, Khổng Tề Thiên mới tìm tới Tư Mã Tư lần nữa. Vừa rồi, Quảng Lăng Tử lén rời đi, theo tôi thấy có thể là đi tìm Tiêu Chính Văn rồi, vừa gặp, Khổng Tề Thiên đã nói. Anh Khổng, anh còn đang suy nghĩ về câu tiên đoán của nữ đế à,
Đầu óc Tư Mã Tư nhanh nhạy, lập tức nghĩ đến suy nghĩ trong đầu Khổng Tề Thiên. Dĩ nhiên, dẫu sao cây giáo của bá vương ở trong tay hắn, hơn nữa, lần cây giáo của bá vương xuất thế, không phải kinh thiên động địa sao. Bất kể lời tiên đoán của nữ đế kia là thật hay giả, vì an toàn đều phải diệt trừ Quảng Lăng Tử. Khổng Tề Thiên thấp giọng, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Chuyện này không gấp, so với anh ta, Tiêu Chính Văn mới là kẻ địch lớn số một của chúng ta, nhưng tôi tin sẽ có người diệt trừ tai họa lớn thay chúng ta, Tư Mã Tư cười nhạt. Long Kinh, bên trong phòng hội nghị của tập đoàn Vi Nhan, Thành Hạo và Thành Vĩnh Chí tháo chạy cả chặng đường ủ rũ ngồi trên sofa. Đối diện với bọn họ chính là Thành Hân Nhi được Tiêu Chính Văn dẫn đi khi trước. Hôm nay, Thành Hân Nhi đặc biệt mặc một bộ đồ hết sức gợi cảm, một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, bên trên đôi chân thon dài còn đeo cả tất lưới đen. Đôi chân thon dài thẳng tắp và vòng eo không chút mỡ thừa. Bên trên đeo một chiếc thắt lưng nhỏ nửa kín nửa hở, càng làm nổi bật hơn hương vị của người phụ nữ. Hân Nhi, còn không mau chào hỏi Thế Tổ đi, Thành Vĩnh Chí ra hiệu bằng ánh mắt cho Thành Hân Nhi, nói. Thành Hạo dù gì cũng là Thế Tổ đời thứ ba của nhà họ Thành, luận về vai vế thì Thành Hân Nhi sẽ là cháu gái đời thứ 19 của cụ ta. Lúc này, Thành Hạo cũng đang bơ phờ ngồi trên sofa. Thật ra việc nhà họ Thành bị tiêu diệt hết cả gia tộc lần này, Thành Hạo mới là người thật sự nên chịu hết mọi trách nhiệm. Ông cụ Thành đứng về phía mấy người Tư Mã Tư chính là do Thành Hạo thúc đẩy bên trong. Dẫu sao cụ ta cũng là người tới từ thời đại Đại Đường, biết rõ hoàng thất ai ai cũng thâm sâu không thể lường, so với bọn họ thì thế lực của Tiêu Chính Văn dường như có thể không cần đếm xỉa tới. Vậy nên dưới sự chỉ đạo của cụ ta, ông cụ Thành mới làm khó Tiêu Chính Văn đủ điều. Thế nhưng lần này thì cụ ta thật sự đã nhìn nhầm rồi, khiến cho cả nhà họ Thành đều bị mấy người Tư Mã Tư tiêu diệt tận gốc. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng hội nghị được mở ra, Tiêu Chính Văn sải bước tiến vào trong. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn, Thành Hạo do dự mất một lúc, cuối cùng vẫn nghiến răng đứng dậy, chắp tay vái Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, vất vả cho cậu Tiêu trong lúc nguy nan cứu được Hân Nhi và Hào Nhi, giúp nhà họ Thành chúng tôi giữ được hương khói truyền đời. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Thành Hạo và Thành Vĩnh Chí, hai người bọn họ bởi vì vội vàng tháo chạy nên mãi tới bây giờ vẫn cả người đầy thánh huyết. Trên mặt trên người chỗ nào cũng là vết thương chi chít, thoạt nhìn nhếch nhác vô cùng. Hai vị, hôm nay hai vị tìm tới đây không biết là có chuyện gì, Tiêu Chính Văn nói với giọng điệu lạnh nhạt. Trước đây Tiêu Chính Văn vẫn luôn nhắc nhở nhà họ Thành tuyệt đối đừng tự hiểu lầm, mấy người Tư Mã Tư không có ý tốt gì, nhà họ Thành tốt nhất đừng nhảy vào vũng bùn này. Thế nhưng kết quả thì sao? Chưa nói tới việc nhà họ Thành khăng khăng làm theo ý mình, còn làm tay sai cho mấy người Tư Mã Tư. Dù bề ngoài đều là ông cụ Thành đang điều khiển tất cả, không có liên quan gì tới Thành Hạo, thế nhưng nào có chuyện Tiêu Chính Văn không biết, ông cụ Thành chẳng qua chỉ là con rối phía trước, người thật sự có thể điều khiển nhà họ Thành chính là Tam Thế Tổ Thành Hạo này. Cậu Tiêu, nhà họ Thành chúng tôi trước đây quả thực đã đắc tội nhiều, vẫn mong cậu Tiêu rộng lượng. Thành Vĩnh Chí vội vàng đứng dậy thay Thành Hạo nhận tội với Tiêu Chính Văn. Dù gì thân phận của Thành Hạo cũng phơi bày ra đó. Không thể để cho Tam Thế Tổ của nhà họ Thành cúi đầu nhận tội với Tiêu Chính Văn có đúng không? Nhận tội thì không cần đâu, chuyện của nhà họ Thành mấy người, tôi cũng không muốn hỏi nhiều, chuyện này cứ vậy đi, hai vị xin cứ tự nhiên, Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Anh có thể thu nhận Thành Kế Hào, cũng có thể thu nhận Thành Hân Nhi, thế nhưng tuyệt đối không thể thu nhận những người khác của nhà họ Thành. Không phải là Tiêu Chính Văn lòng dạ nhỏ nhen mà là người nhà họ Thành bây giờ giống như một quả bom hẹn giờ vậy, có thể thu hút cường địch tới bất cứ lúc nào. Bản thân Tiêu Chính Văn thì không sao, thế nhưng anh lại không muốn khiến cho Võ Anh Hào cũng bị liên lụy. Dù gì nữ đế cũng một lòng vì Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn đương nhiên phải có sự chiếu cố nhất định đối với hậu nhân của nữ đế. Cậu Tiêu, thật ra tôi với cụ tổ đặc biệt tới đây để tương trợ cậu Tiêu. Thành Vĩnh Chí không chút do dự nói rõ ý đồ của bản thân. Tiêu Chính Văn nghe tới đây thì không khỏi bật cười nói, tương trợ tôi. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn cũng quan sát Thành Vĩnh Chí. Thật ra chuyện tới bây giờ, nhà họ Thành đâu còn có tư cách nói mấy lời hống hách như này, Thành Hạo và Thành Vĩnh Chí đã là hai con chó không nhà rồi, ngay cả bản thân cũng không lo nổi mà vẫn dám không biết xấu hổ thốt ra mấy lời ngông cuồng, chạy tới đây giúp Tiêu Chính Văn.
90% bọn họ có nhà nhưng khó để trở về, có nước mà khó chạy trốn. Tiêu Chính Văn đã biết được từ phía của Võ Anh Hào, vùng ngoài lãnh thổ lúc này cũng vô cùng hỗn loạn, mà nhà họ Thành cũng bị cuốn vào bên trong. Nếu như bọn họ trở về vùng ngoài lãnh thổ vào lúc này, vậy thì cũng có khác gì với nộp mạng đâu. Vậy nên, lần này mới chạy tới muốn về phe Tiêu Chính Văn. Chỉ có điều thân phận của Thành Hạo quá đặc thù, cũng không thể để cho cụ ta thừa nhận việc phải cậy nhờ vào người khác mà nhỉ. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại thẳng thừng vạch trần chút tâm tư này của bọn họ. Cậu Tiêu, mặc dù bây giờ Thái Sơn đã rơi vào trong tay mấy người Tư Mã Tư, thế nhưng dù gì nhà họ Thành tôi cũng đã bao đời sinh sống ở đó, chỉ cần có tôi và cụ tổ ở đây, muốn trở về thật sự dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, cụ tổ từng, Thái Sơn do ai kiểm soát thì có liên quan gì đến tôi? Tôi rất cảm ơn hai vị, thế nhưng chuyện tương trợ thì tôi thấy cũng không cần thiết đâu. Tiêu Chính Văn trầm giọng từ chối. Soạt, Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, Thành Hạo lập tức đứng bật dậy từ trên ghế sofa. Theo cụ ta thấy, với thân phận và địa vị của cụ ta, có thể hạ mình chạy tới đứng về phía Tiêu Chính Văn đã là quá nể mặt Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn không mở tiệc tiếp đãi cụ ta đã là quá đáng lắm rồi. Mà Tiêu Chính Văn thì hay, lại hạ lệch đuổi khách với hai người bọn họ, cụ ta sao có thể nhẫn nhịn nỗi nhục lớn tới vậy? Cậu Tiêu, tôi nghĩ lần tranh đoạt thánh huyết của Đế Tuấn lần này nhất định sẽ gây ra sự thảm sát vô tận, tới lúc đó, cậu Tiêu có tôi và cụ tổ tương trợ, cũng nhất định như hổ câm mồm. Thành Hạo đột nhiên phẫn nộ gầm lên một tiếng, ngắt lời Thành Vĩnh Chí, Vĩnh Chí, nếu như người ta không cần chúng ta giúp đỡ thì không cần phải ép buộc nữa, chúng ta cũng không phải tới để nhờ vả. Chuyện trước kia quả thực là do Thành Hạo nhìn nhầm, thế nhưng dù gì thân phận và địa vị của cụ ta cũng phơi bày ra đó, cụ ta là cháu trai ruột của Thành Giảo Kim tiếng tăm lẫy lừng. Chỉ dựa vào danh tiếng này thôi, dù là trong năm đại danh Sơn hay các phái võ tông thì đều là sự tồn tại thuộc hàng cao nhân. Bây giờ cụ ta chủ động tìm tới, Tiêu Chính Văn không đón tiếp thịnh soạn đã đành, đằng này lại còn thẳng thừng tiễn khách, đây rõ ràng chính là đang xem thường nhà họ Thành. Người đâu, pha trà, Tiêu Chính Văn bình thản dặn dò. Sau đó anh ngồi xuống một bên sofa, bình tĩnh nói, người đến thì đều là khách, phép lịch sự thì vẫn nên có. Nghe thấy lời này, mặt Thành Vĩnh Chí không khỏi trở nên nóng bừng. Nghĩ lại ngày đó Tiêu Chính Văn ở nhà họ Thành bị đuổi đi. Lúc này Tiêu Chính Văn có thể lịch sự đón tiếp đã là điều không hề dễ dàng rồi. Thấy nước trà được bưng lên, lúc này Tiêu Chính Văn mới đứng dậy nói, hai vị, xin cứ tự nhiên, tôi vẫn còn có chuyện phải đi xử lý, không thể nán lại thêm được nữa. Tiêu Chính Văn vừa mới thốt ra, Thành Hạo và Thành Vĩnh Chí không khỏi sững sờ. Nếu như ban nãy Tiêu Chính Văn chỉ nói vu vơ thì bây giờ đã nói rất rõ cho người nhà họ Thành biết. Tiêu Chính Văn anh căn bản khinh thường sự tương trợ của nhà họ Thành. Tiêu Chính Văn, lần này là nhà họ Thành tôi cược sai, nhưng cậu cũng đừng quên, nhà họ Thành tôi dẫu sao cũng đã tồn tại cả nghìn năm, nếu như nhà họ Thành tương trợ người khác, đối với cậu mà nói, xin cứ tự nhiên, Tiêu Chính Văn thốt ra mấy chữ rồi xoay người bước ra khỏi phòng hội nghị. Thành Hạo lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, trong mắt ngập tràn lửa hận, nói chúng ta đi. Với thân phận của cụ ta thì sao có thể chịu đựng được việc bị một thằng nhóc chọc giận chứ? Thành Vĩnh Chí cũng bất lực thở dài, quay đầu nói với Thành Hân Nhi, đi theo chúng ta đi, gọi cả Kế Hào, chúng ta đứng về phía khác. Bố, hai người đi đi, con và anh Hào đã thương lượng rồi, chúng con tạm thời không muốn đi, Thành Hân Nhi lắc đầu nói. Cái gì? Thành Vĩnh Chí nhíu chặt chân mày, quan sát Thành Hân Nhi. Nói ý con là bọn con không dám rời đi với cụ cổ ư. Bố, bố để tay lên ngực mà tự hỏi xem bố với cụ tổ còn có nơi nào để đi sao. Năm đại danh Sơn sẽ tiếp nhận hai người à? Các phái võ tông dám thu nhận hai người sao? Thiên hạ lớn như thế, ngoài chỗ của anh Tiêu ra thì còn chỗ cho chúng ta dung thân hay sao? Đã tới lúc này rồi, mọi người vẫn còn ra vẻ không ai bì nổi, dù con là anh Tiêu thì cũng sẽ không thu nhận hai người. Nếu như đã tới cầu cạnh người ta thì nên có thái độ của người đi cầu xin mới phải. Hỗn xược, Thành Vĩnh Chí đột nhiên gào lên ngắt lời Thành Hân Nhi, cầu xin. Với thân phận của cụ tổ mà cần phải cầu cạnh một thằng nhãi danh như cậu ta hay sao? Còn nữa, con đừng quên, con là người của nhà họ Thành. Nhà họ Thành chúng ta, bố. Lồng ngực Thành Hân Nhi hơi phập phồng, tức tới độ gương mặt nhỏ bé trở nên xanh mét.
cười lạnh lùng nói, sự việc tới ngày hôm nay, sao hai người vẫn cứ cố chấp như vậy? Lẽ nào hai người thật sự coi con như là một đứa trẻ hay sao? Từ lúc bắt đầu, con đã từng khuyên hai người, thế nhưng hai người thì sao? Ai ai cũng ăn nói tự đắc, kết quả thì sao? Bên trên Thái Sơn, máu của người nhà họ Thành chảy thành sông. Nếu như không phải nữ đế hiện thân, bây giờ vẫn còn nhà họ Thành hay sao? Bây giờ bố với cụ tổ còn có thể đứng ở đây hay sao? Thành Hân Nhi lớn tiếng phản bác. Chuyện ở Thái Sơn có nguyên nhân của nó, Thành Vĩnh Chí nghiến răng bao biện. Bố thật sự cho rằng con không biết gì à? Khẩu dụ của sơ tổ mà Thành Vĩnh mang từ vùng ngoài lãnh thổ về, dù thế nào cũng phải tương trợ anh Tiêu, thế nhưng mấy người đã làm thế nào? Không những không tương trợ anh Tiêu mà ngược lại còn nối giáo cho giặc, vào sáng ngày hôm đó còn ôm giấc mộng đẹp muốn hãm hại cậu Tiêu, kết quả thế nào? Anh Tiêu không chút tổn hại, nhà họ Thành lại xác chồng ngổn ngang. Đây chính là mưu lược của mọi người, chính là chuyện tốt mà mọi người làm ra đấy, Thành Hân Nhi tức tới độ mặt mày trắng bệch, lớn tiếng chất vấn. Mặc dù Thành Hân Nhi ở thế tục nhưng chuyện lớn nhỏ của nhà họ Thành đều không giấu được cô ta. Nhất là chuyện này còn liên quan đến Tiêu Chính Văn, Thành Hân Nhi càng để tâm hơn, trong đêm ngay trước ngày nhà họ Thành mời Tiêu Chính Văn đến, Thành Dũng Tài đã đưa khẩu dụ của Thành Giảo Kim về. Khi Thành Hân Nhi biết được ngay cả Thành Giảo Kim cũng xem trọng Tiêu Chính Văn, cô ta cảm thấy khá vui mừng. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã có gia đình nhưng chỉ cần có thể ở gần Tiêu Chính Văn, dù chỉ trở thành hồng nhan chi kỷ của anh, cô ta cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng kết quả những gì người nhà họ Thành làm lại khiến Thành Hân Nhi rất thất vọng, đến cuối cùng ngay cả cơ nghiệp ngàn năm của nhà họ Thành ở thế tục cũng mất sạch, Thành Hân Nhi tuyệt vọng đến cùng cực. Hân Nhi, sở dĩ làm như thế cũng là vì suy nghĩ cho tương lai của nhà họ Thành, cụ tổ, bố cứ mở miệng ra là vì nhà họ Thành, nhưng con hỏi bố, bây giờ nhà họ Thành ở đâu? Cơ nghiệp ngàn năm của nhà họ Thành ở đâu? Lẽ nào bố nghĩ tầm nhìn của các người hơn cả cụ tổ sao? Cụ tổ xuất thân từ loạn thế tùy đường, trong thời loạn thế, rẽ mây tìm ánh sáng, cả người đều là bản lĩnh, các người có không? Thật ra các người chẳng qua chỉ đang nhìn anh Tiêu bằng tầm nhìn của người thế tục thôi, cứ nghĩ anh Tiêu không có chỗ dựa phía sau, không có lai lịch thì xem thường anh Tiêu. Hơn nữa bố nghĩ con không biết sao, nhà họ Trương ở Thiên Sơn từng cử người đến tìm mọi người, còn khuyên nhất định phải tin tưởng anh Tiêu, nhưng mọi người thì sao? Một lòng muốn bám víu lấy hoàng tộc, cứ nghĩ có thể liên minh với nhà họ Khổng, nhưng kết quả thì sao? Người nhà họ Khổng là dạng người gì, bây giờ mọi người đã nhận ra rồi chứ? Thành Hân Nhi chất vấn. Hân Nhi, chuyện đã đến nước này mà còn xem xét ai đúng ai sai, cần thiết không? Thành Vĩnh Chí bất lực thở dài. Thành Hân Nhi nói đúng, lần này nhà họ Thành không chỉ có tầm nhìn quá mức tầm thường mà cơ nghiệp ngàn năm ở thế tục bị hủy hoại. Cũng là một đòn giáng không nhỏ với nhà họ Thành ở ngoài lãnh thổ. Biết sai có thể sửa, còn gì tốt hơn? Lẽ nào bố và cụ tổ còn muốn sai càng sai à? Rời khỏi nơi này, hai người có thể đi đâu? Thiên hạ này còn có chỗ cho mọi người dung thân sao? Nếu không có sự đồng ý của anh Tiêu, ngay cả nhà họ Võ cũng không cho mọi người ở nhờ nữa kìa. Mọi người có biết vào đêm mà mọi người đuổi anh Tiêu đi? Nhà họ Võ đã tuyên bố với bên ngoài bằng không có liên hệ gì với nhà họ Thành rồi không? Không có nhà họ Võ che chở, mọi người nghĩ nhà họ Thành chúng ta còn có thể sống lâu dài ở ngoài lãnh thổ được sao? Thôi vậy, nếu mọi người nghĩ thể diện quan trọng hơn tương lai nhà họ Thành thì mọi người cứ giữ thể diện lại đi, đi thôi. Con và anh Hào muốn ở lại chỗ của anh Tiêu, bất kể kết cục như thế nào cũng không thể để nhà họ Thành bị người ta đuổi tận giết tuyệt được. Thành Hân Nhi cực kỳ bất lực nói. Hân Nhi, con nói thế hơi quá rồi đấy, nhà họ Thành và nhà họ Lý cũng có quan hệ thân thiết, không có nhà họ Thành che chở thì nhà họ Lý cũng có thể trở thành chỗ dựa cho nhà họ Thành chúng ta. Còn Tiêu Chính Văn bụng dạ hẹp hòi như thế, thì, bố. Lẽ nào bố vẫn chưa nhận ra sao? Nhà họ Lý, nhà họ Chu, nhà họ Võ đều đã đứng về phe anh Tiêu, với những gì mọi người đã làm. Nhà họ Lý sẽ cưu mang nhà họ Thành chúng ta sao? Hai, thôi vậy, nếu mọi người đã có thành kiến với anh Tiêu như thế thì mọi người vẫn nên đi đi. Thành Hân Nhi bất lực lắc đầu. Hân Nhi, con nói vậy quá lắm rồi đấy, lẽ nào chúng ta đường đường là nhà họ Thành mà không bằng một tên nhóc à? Bố dám chắc chỉ cần bố và cụ tổ đến nhà họ Lý,
nhà họ Lý chắc chắn sẽ bố. Thành Hân Nhi bỗng nước mắt lưng tròng nhìn Thành Vĩnh Chí, rơi nước mắt nói, bố biết không? Nhà họ Thành chúng ta có hàng ngàn người đều đã bị nhà họ Tư Mã sát hại, con cảm thấy vô cùng đau buồn. Bố có biết bây giờ cụ tổ đã bị cao thủ nhà họ Tư Mã liên tiếp đuổi giết, trên người còn bị thương nặng không? Nhà họ Thành chúng ta không chỉ bị hủy cả cơ nghiệp ở thế tục mà ngay cả ngoài lãnh thổ cũng không có chỗ cho nhà họ Thành chúng ta chú. Việc đã đến nước này lẽ nào bố và cụ tổ thân là người nhà họ Thành cúi đầu nhận lỗi khó đến vậy sao? Lẽ nào bố muốn trơ mắt nhìn cơ nghiệp ngàn năm của nhà họ Thành sụp đổ bởi hai chữ thể diện thôi sao? Nếu có thể cứu được nhà họ Thành, Thành Hân Nhi con cho dù là thân con gái cũng sẵn lòng buông bỏ hết mọi thể diện để đổi lấy vinh quang ngày trước của nhà họ Thành. Nói rồi Thành Hân Nhi quay đầu đi chạy ra khỏi phòng họp. Hân Nhi, con chắc chắn sẽ hối hận. Đằng sau Thành Hân Nhi vang lên giọng nói đầy nôn nóng của Thành Vĩnh Chí, bắt đầu từ ngày mai, thánh huyết của Đế Tuấn sẽ đến, Tiêu Chính Văn vừa không có lai lịch vừa không có chống lưng, con nghĩ cậu ta có thể thắng sao? Đây không chỉ là đang tranh giành thánh huyết của Đế Tuấn mà còn là đang tranh giành tương lai, tranh giành quyền lợi khống chế Hoa Quốc. Đến lúc đó chắc chắn phải chết, tuyệt đối không nương tay, Tiêu Chính Văn cũng sẽ chết thôi. Nhưng cho dù Thành Vĩnh Chí la hét thế nào, Thành Hân Nhi cũng không quay đầu lại nữa. Cuối cùng Thành Vĩnh Chí và Thành Hạo chỉ đành thở dài, nhanh chân rời khỏi phòng họp tập đoàn Vi Nhan. Ở một bên khác, khi Tiêu Chính Văn vừa về đến văn phòng, Võ Anh Hào nhìn bóng lưng hai người Thành Hạo qua cửa sổ, thở dài, hai, nhà họ Thành đi đến bước này đúng là khiến người ta đau lòng mà. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói, tự làm tự chịu mà thôi. Anh Tiêu, thật ra Thành Giảo Kim vẫn rất xem trọng anh Tiêu. Hơn nữa vẫn luôn muốn làm quen với anh Tiêu, chỉ tiếc là mấy đứa con cháu này tranh giành hăng hái quá. Sau này nếu có cơ hội vẫn mong anh Tiêu đừng, nói đến đây Võ Anh Hào cũng cảm thấy ngượng. Dù sao những gì nhà họ Thành làm với Tiêu Chính Văn không đáng được tha thứ, cũng không đáng được đồng tình. Anh Võ yên tâm, một người làm thì một người chịu, tôi vẫn rất kính trọng ông cụ nhà họ Thành, dù sao ở thời Tùy Đường, ông cụ cũng xem như là một vị nhân kiệt. Dĩ nhiên tôi sẽ không vô lễ với cụ ta. Tiêu Chính Văn cũng sẽ giúp đỡ cho nhà họ Thành. Ý của Tiêu Chính Văn là hỗ trợ Thành Hân Nhi và Thành Kế Hào để họ phục hưng nhà họ Thành lại. Nghe nói thế cuối cùng Võ Anh Hào cũng nở nụ cười an ủi. Đúng lúc này, một đàn em đi đến cạnh Võ Anh Hào nhỏ giọng nói bên tai anh ta. Ồ, Võ Anh Hào quay sang nhìn tên đàn em đó, sau đó cười mỉa rồi quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu. Quảng Lăng Tử đến gặp, tôi đi một chút rồi quay lại. Nói rồi Võ Anh Hào nhanh chân quay về nơi ở của mình. Nhìn thấy Quảng Lăng Tử, sắc mặt Võ Anh Hào trở nên lạnh băng hỏi, không biết anh đến đây là có việc gì? Anh Võ, tôi không có ý khác chỉ muốn cùng hợp tác với anh Võ thôi. Quảng Lăng Tử vội bước đến chắp tay nói với Võ Anh Hào. Dù sao người đẩy hắn vào tình cảnh không thể quay đầu chính là nữ đế. Hiện giờ tình cảnh của hắn cực kỳ vi diệu. Đừng thấy Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên không có động tĩnh gì mà lầm, với sự hiểu biết của hắn với hai người này, 90% hai người kia đã bàn tính làm sao để hại hắn. Bây giờ người duy nhất có thể bảo vệ được hắn cũng chỉ có nhà họ Võ thôi. Còn thánh huyết của Đế Tuấn, Quảng Lăng Tử đã không còn nghĩ đến nữa, việc cấp bách hiện giờ vẫn là bảo toàn mạng sống. Thậm chí hắn từng nghĩ chỉ cần Võ Anh Hào chịu nhận mình về môn phái của nhà họ Võ, dù mình trả giá thế nào khi giúp Võ Anh Hào lấy được thánh huyết Đế Tuấn cũng không thành vấn đề. Ồ, hợp tác cùng tôi không hiểu ý của anh lắm, Võ Anh Hào lạnh lùng nhìn Quảng Lăng Tử nói. Đúng thế, tôi tin chắc anh Võ cũng biết sự đáng sợ của Cửu U Cung, nếu nhà họ Võ đứng sau anh Võ đứng một thuyền với Cửu U Cung đằng sau tôi thì cả thiên hạ này còn có ai là đối thủ của chúng ta. Quảng Lăng Tử nhìn Võ Anh Hào bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Không cần nữa, tôi đã có tiếng nói chung với anh Tiêu rồi, Võ Anh Hào lạnh nhạt cười nói. Nếu phải chọn giữa Quảng Lăng Tử và Tiêu Chính Văn thì quả thật quá đơn giản với Võ Anh Hào. Anh ta sẽ không giống đám chó chết chủ nhà họ Thành. Anh Võ, căn cơ của Tiêu Chính Văn không sâu, không thể nào căn cơ. Quan trọng lắm sao, so với nhà họ Thành thì căn cơ của anh Tiêu cũng không sâu. Nhưng kết quả thì sao? Nhà họ Thành bị diệt môn, nhưng anh Tiêu vẫn không bị tổn thất gì. Nếu không có anh Tiêu giúp đỡ,
E là ngay cả Võ Anh Hào tôi cũng đã trở thành tù nhân của các anh rồi nhỉ, Võ Anh Hào không hề khách sáo nói lại. Anh Võ, một người không có căn cơ thì có thể đi lên đỉnh cao thế nào được? Tiêu Chính Văn chỉ là nhất thời đắc ý, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều không cần thiết phải nhắc đến, tôi tin chắc anh Võ biết rõ đạo lý hiển nhiên như thế hơn tôi. Quảng Lăng Tử híp mắt trầm giọng khuyên bảo. Lời này của Quảng Lăng Tử đã nói ra được chân lý của thế gian này, quả thực như vậy, dù là nhân tình thế thái bên trong thế tục hay tu viện pháp quy của vùng ngoài lãnh thổ thì tất cả nền móng đều là bối cảnh. Thứ mà giới thế tục dựa vào là bố, thứ mà vùng ngoài lãnh thổ dựa vào là căn cơ. Nhưng ở phương diện này, Tiêu Chính Văn vẫn ở vào hạng yếu. Vậy nên Võ Anh Hào cũng trầm mặc một lúc, căn bản không có cách nào phản bác lại lời nói của Quảng Lăng Tử. Xa thì không nói, chỉ nói lần này nhà họ Thành bị tiêu diệt, chỉ dựa vào một mình Quảng Lăng Tử thì căn bản chẳng thể làm nổi. Nhà họ Thành có yếu tới đâu cũng là một thế gia lớn đã tồn tại cả nghìn năm, dù là mấy nghìn đệ tử kia thò cổ ra cho Quảng Lăng Tử chặt bỏ thì cũng có thể khiến cho hắn mệt chết. Nhưng sau khi người của Cửu U Cung ra tay thì lại hủy hoại hết cơ nghiệp cả nghìn năm của nhà họ Thành ở trong thế tục chỉ trong một đêm. Mấy thứ anh nói đều rất có lý, nhưng quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy, dẫu sao khi trước tôi cũng đã có hẹn với anh Tiêu rồi. Võ Anh Hào khẽ lắc đầu nói. Ở trước mặt lợi ích thì tín nghĩa gần như chẳng đáng là gì hết. Tôi nghĩ có lẽ cậu chủ Võ còn hiểu rõ điểm này hơn cả tôi, vậy nên tôi hy vọng cậu chủ Võ có thể đưa ra một quyết định chuẩn xác. Quảng Lăng Tử lại lên tiếng khuyên nhủ. Thật ra không cần Quảng Lăng Tử nói, trong lòng Võ Anh Hào cũng rất rõ, việc tranh đoạt thánh huyết của Đế Tuấn nhất định sẽ dẫn tới một cuộc đại chiến. Mặc dù đám cao thủ trên cảnh giới nhân hoàng không thể tự mình chiếm được thánh huyết của Đế Tuấn, nhưng trong trận tranh đấu lần này bọn họ là lực lượng trung kiên tuyệt đối. Vậy nên mặc dù Quảng Lăng Tử có thể lơ là không chú ý, nhưng Cửu U Cung sau lưng hắn thì lại sâu không thể lường, nếu như có thể có được trợ lực của Cửu U Cung, đối với hắn mà nói thì rõ ràng giống như hổ mọc thêm cánh. Mà Võ Anh Hào cũng biết rất rõ về tình cảnh bây giờ của Quảng Lăng Tử. So với mấy người Thành Hạo, Quảng Lăng Tử càng nguy khốn hơn, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Bây giờ hắn đang cần sự hỗ trợ của nhà họ Võ. Không phải Cửu U Cung không tương trợ Quảng Lăng Tử mà là câu nói cuối cùng của nữ đế kia thật sự đã vạch trần được hết ý đồ của người ta. Cây giáo bá vương mấy lần xuất thế đều mang tới cho thế gian này những trận mưa máu, mỗi một người tay cầm cây giáo bá vương đều từng giấy nên sóng gió ở thế gian này. Vậy nên thế lực các phương đều không thể coi thường câu nói đó của nữ đế. Thậm chí sau khi nữ đế nói ra câu nói đó thì càng thêm kiên định với quyết tâm buộc phải trừ khử cái tên Quảng Lăng Tử này sớm nhất có thể để tránh hậu họa sau này. Mà thực lực của bản thân Quảng Lăng Tử, cộng thêm sự hỗ trợ của cây giáo bá vương thì gần như là vô địch ở vùng bậc cảnh giới. Dù là Khổng Tề Thiên trong tay có cổ quyền của nhà họ Khổng, ở trước mặt Quảng Lăng Tử cũng phải nể nang vài phần. Cộng thêm lần này, nhà họ Tư Mã mạnh mẽ liên thủ với nhà họ Khổng, còn có rất nhiều thế lực các phương ẩn náu trong bóng tối, chờ thời cơ để hành động, có thể nói trận chiến tranh đoạt thánh huyết Đế Tuấn lần này vô vàn hiểm nguy. Nếu như có thể nhận được sự tương trợ của một thế lực mà sau lưng có chỗ dựa lớn mạnh như Quảng Lăng Tử vào thời điểm này, đối với ông ta mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Thậm chí có thể đánh cho mấy đối thủ đang ẩn nấp trong bóng tối trở tay không kịp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.